Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Amen, cảm ơn Chúa. Một lần nữa xin gửi lời chào đến tất cả các bạn chị em và toàn thể anh chị em đang theo dõi Hội Thánh trên live stream. Đây là giờ mà chúng ta sẽ nói về lời của Ngài. Vâng, tuần rồi chúng ta có rất là nhiều điều thú vị phải không ạ? Chúa làm rất là nhiều phép lạ để chứng tỏ rằng Chúa Giêsu chúng ta là đấng sống và năng quyền. Amen. Ngài đã đến thế gian, chết trên thập tự giá, chịu chôn, và Ngài đã sống lại, Ngài đã thăng thiên. Và đây là niềm hy vọng của tất cả anh chị em mình ngồi đây. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một hy vọng được sống. Và kể từ khi đấng Christ của Đức Chúa Trời sống lại từ cõi chết, thì loài người mới biết được ý nghĩa thật của sự tồn tại mình trên đất này là gì. Tất cả chúng ta không chết cả đâu, nhưng rồi sẽ sống lại một ngày nào đó khi Chúa Giêsu tái lâm. Chúng ta đang sống để chờ đợi sự tái lâm của Chúa. Đây là điều hy vọng. Và ngày hôm nay trong lúc chờ đợi thì Chúa chúng ta làm rất là nhiều dấu kỳ phép lạ để giúp đỡ con cái của Ngài qua mọi phương tiện, anh chị em thấy không ạ? Trong buổi nhóm vừa rồi đó, buổi nhóm tối thứ sáu đó, chúng ta không đủ thời giờ để nghe những lời làm chứng luôn. Và có một lời làm chứng rất là ấn tượng. Anh chị em biết không, tôi ấn tượng cái lời làm chứng của cái chị gì đó. Chị nói là chị rất là có cái định kiến với những người nói tiếng lạ đi trong quyền năng mà lại là phạm tội này nọ, cho nên chị bao giờ không có nghe. Không bao giờ nghe những người đó. Giống như cái lấy ra rồi một lần nọ là có một chị bạn chị gửi cái bài giảng mà tôi nói là tại sao mình lại không nghe. Mình ăn cá mình phải biết ăn thịt bỏ xương đi chứ, đúng không? Cái gì tốt mình vẫn cứ nghe, còn cái gì xấu thì mình dẹp đi. Anh em thấy cái đó đúng không ạ? Đúng mà. Mà tôi nghĩ cũng không tốt cho những người nào có những cái định kiến đó. Nếu như anh chị em nào mà nói rằng là tôi có cái định kiến với những người nói tiếng lạ và đi trong quyền năng mà không nghe, thì tôi xin thưa anh chị em sẽ phải bỏ hết một nửa tân ước. Vì ông Phao-lô là ông người nói tiếng lạ nhiều nhất, đúng không? Sứ đồ Phao-lô nói tôi cảm ơn Chúa vì tôi nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh chị em. Cho nên nếu mình nói không nghe những người đó thì thôi rồi, đừng đọc thư tín Phao-lô, đừng đọc thư tín Cô-rinh-tô, đừng đọc Roma, đừng đọc tất cả các thư tín. Thế là xong rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cuối cùng thì nể chị bạn quá, cho nên là chị ấy mới mở một cái video của tôi giảng ở trên Hội Thánh Nhà Muôn Dân lên nghe. Thì vừa mới nghe đâu được 5-3 câu thôi thì bắt đầu là nôn thốc nôn tháo anh chị em. Nôn gì mà đầy giường đầy chiếu, và bây giờ thì tự do hoàn toàn và ghiền nghe luôn rồi. Amen. Wow, đây là một phép lạ. Cho nên tôi cảm ơn Chúa vì lòng thương xót của Chúa. Đôi khi chúng ta vì sự nọ sự kia chúng ta có định kiến, nhưng mà Chúa vẫn thương xót để làm phép lạ. Chỉ có phép lạ mới có thể biến đổi được lòng người anh chị em ạ. Còn nếu mà nói không ngồi thuyết phục thì chỉ có cãi lộn thôi, chứ không làm được trò trống gì. Cho nên tôi cảm ơn Chúa ngày hôm nay Chúa Giêsu vẫn làm phép lạ. Ngài làm phép lạ không có giới hạn gì cả. Trên Zoom, trên live stream, trên buổi nhóm trực tiếp như thế này. Cho nên trước khi chia sẻ lời Chúa, tôi muốn khích lệ anh chị em đang có mặt ở đây và những người trên live stream, trong lúc mình nghe lời Chúa hãy hết sức chú ý. Tôi tin rằng đến một giai đoạn, và đây đã là giai đoạn bắt đầu rồi, trong khi anh chị em nghe lời Chúa, anh chị em sẽ được chữa lành luôn, anh em được giải cứu luôn, trong lúc nghe lời Ngài, không ạ? Và điều này để chứng minh rằng lời Chúa trong Mác chương 16 câu cuối cùng là đúng. Các môn đồ đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa ở cùng họ, và Ngài lấy những dấu kỳ phép lạ kèm theo lời giảng của họ để cho vững đạo. Đây là đạo chân thật của Đức Chúa Trời, đây là lời thật của Đức Chúa Trời. Còn lời con người thì Chúa không có amen, nhưng mà lời của Ngài thì Ngài amen bằng những phép lạ của Ngài. Amen chứ. Đây là chỗ mà chúng ta cần phải biết phân biệt. Cho nên tôi tin rằng đến thời kỳ cuối này, Chúa sẽ chữa lành người ta, ban phước cho người ta, giải cứu người ta, không cần bất kỳ sự đặt tay hay con người nào hết, chỉ cần qua bài giảng thôi anh chị. Và làm cho cái phép lạ của Chúa tràn ra khắp đất, và không ai ngăn trở được hết. Không một ai ngăn trở được. Tôi nói thiệt anh chị em, nếu sử dụng con người trực tiếp thì người ta có thể ngăn trở, ma quỷ nó có thể ngăn trở, tấm người đó nó bỏ vô một tù thế thôi hết, đúng không? Hết mà đặt tay, hết mà giảng, hết mà thế này. Nhưng mà đố mà ai cản được cái bài giảng ở trên mạng, cản được không?
không cản được. Chặn đi thì người ta đau về máy tính họ, người ta nghe thì cũng vậy thôi. Chẳng nào đúng, để do nhà họ chặn à. Cho nên Satan mày thua rồi, trong danh Chúa Giêsu thua rồi. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Tôi cứ nghĩ đến cái viễn cảnh đó là tôi mỉm cười trước mặt Chúa. Tôi nói Chúa ơi, Ngài quá khôn ngon. Ngài quá khôn ngon. Satan nó dựng lên YouTube, dựng lên TikTok, dựng lên Facebook, dựng lên Instagram để nó phá hoại thế giới này, để nó khiến cho người ta nghe xem nhìn những sự ô uế hàng ngày. Nhưng mà Đức Chúa Trời cũng dùng chính những công cụ đó để rao giảng phúc âm của Ngài, chống lại và khiến cho Satan ngã lộn đầu sắp mặt xuống đất. Amen. Wow, rất là sung sướng. Tôi cứ nghĩ đến cái đó là sung sướng hết cả người, thậm chí có khi ngủ không được luôn. Mỗi lần zoom với anh em rồi là cứ thức đến 1-2 giờ đêm không ngủ được, vì nghe những cái điều rất tuyệt vời mà Chúa làm. Ôi lạ lùng, thật là lạ lùng. Tôi nghĩ thời kỳ cuối này anh chị em ạ, mình phải tận dụng mọi phương tiện để rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Và hơn nữa đó là mình phải chuẩn bị cái loa phóng thanh của mình cho thật là tinh sạch, đúng không ạ? Cái loa nó phải sạch, nó đừng bị rè, đừng bị rách, thì những cái lời phóng ra nó mới có năng quyền của Thánh Linh để chữa lành người ta. Còn cái loa của chúng ta mà bị rè, bị rách, không ai nghe được cái tờ từ gì hết là không ổn rồi. Ok, cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay á, tôi chuẩn bị cho anh em một cái sứ điệp. Đáng lý ra là tôi chuẩn bị theo cái câu kinh thánh mà anh chị em vừa đọc thuộc lòng đấy, nhưng mà rồi trong cái giây phút cuối thì Chúa lại thay đổi mất tiêu, cho nên tôi lại nói cái khác. Ok, nói cái khác không sao. Tôi thấy thường á, thì trong cái sự giải cứu chữa lành của Chúa đó, có người thì xảy ra rất là nhanh, còn có người thì từ từ, có người thì chậm hơn, có người thì chỉ cần 5 phút thôi là đời sống bệnh tật họ thay đổi liền. Còn có người đôi khi tôi nhìn thấy có cả tháng, 2 tháng, có khi nửa năm trời thì sự cải thiện nó mới đến. Đây là một cái chỗ mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái đời sống đi với Chúa. Tất cả chúng ta đều có cái mong ước rằng Chúa ơi, làm gì thì làm nhanh cho con cái, phải không ạ? Ai cũng vậy. Nhanh nhanh cho con chữa lành nhanh, giải cứu nhanh, chúc phước tài chánh nhanh, rồi giải quyết nợ nần cho con nhanh cái, cho con nhức hết cái đầu này rồi, chịu không nổi, phải không ạ? Ai cũng muốn nhanh hết. Cái đó là một cái ước muốn chánh đáng thôi anh chị em. Tôi nghĩ nó không có sai đâu. Cái điều đó là đúng thôi. Bởi vì tôi suy nghĩ là bây giờ một con người sống có 60 năm cuộc đời thôi, mà hết 45 năm bệnh tật rồi, chút ngàn bệnh thì còn 15 năm nữa làm được cái trò đóng gì cho đời. Cho nên hãy nhanh lên để chúng con có sức khỏe sống và lao động và phục vụ Chúa và làm nhiều điều ích. Cái điều đó chánh đáng thôi, chánh đáng. Nhưng mà nó phải có những sự hiểu biết nhất định để chúng ta đẩy nhanh cái quá trình đấy anh chị em ạ. Sự hiểu biết nhất định để chúng ta đẩy nhanh cái quá trình giải cứu, quá trình chữa lành, quá trình phục hồi, cái quá trình được Chúa ban phước cho mình. Tôi tin xác quyết trong lòng rằng Đức Chúa Trời chúng ta là một người cha nhân từ, và Ngài luôn muốn làm điều tốt cho mọi con cái Ngài một cách tức thì. Tôi tin điều đó. Cũng như chúng ta là những người làm cha làm mẹ vậy đó. Không bao giờ anh chị em muốn con cái mình, con cái thân yêu của mình, ruột thịt của mình phải bị hành hạ vì một cái gì đó rồi mình ngồi mình sung sướng bảo cho nó chết đi, cho nó đã đời đi, cho nó đáng đi. Không có cha mẹ nào nghĩ như vậy cả. Và Đức Chúa Trời chúng ta cũng vậy. Tuy nhiên, tại sao có những quá trình chữa lành, phục hồi, giải cứu nó xảy ra chậm? Nó có cái lý do. Cái lý do trì hoãn đó là vì để tốt cho chúng ta hơn, tốt hơn cho chúng ta. Nếu như chúng ta được chữa lành ngay, đôi khi chúng ta chết mất, chết vì một cái khác. Nhưng mà Chúa trì hoãn để cho chúng ta được tốt hơn. Thì ngày hôm nay đó, tôi muốn nói với anh chị em một vài ý để cho anh chị em có thể học hỏi và có cái kinh nghiệm làm sao để cho chúng ta rút ngắn được cái quá trình phục hồi, chữa lành, giải phóng của Chúa mà vẫn an toàn ở trong Chúa. Amen. Cái điều đó mới là điều quan trọng, chứ không phải rút ngắn để rồi chết mất, mà rút ngắn để rồi được bứt phá hơn, mạnh mẽ hơn, tươi mới hơn. Chúa thực sự đã đến thế gian rồi anh chị em. Ngài đã làm điều đó rồi. Chúng ta bây giờ không có còn ngồi mà đi bàn cãi cái chuyện là Chúa có còn làm phép lạ hay không, đúng không ạ? Cái này thì mình nói cho những anh chị em nào vô tình coi cái live stream này mà vẫn còn nghi ngờ về những dấu kỳ phép lạ của Chúa ngày hôm nay thôi. Là Chúa vẫn đang làm, Chúa vẫn đang chữa lành, Chúa vẫn đang giải cứu. Và cánh tay của Ngài đã giơ thẳng ra để cứu con người khỏi sự đau khổ, khỏi sự thiếu thốn.
Ngài ban cho chúng ta một sự cứu rỗi trọn vẹn. Ý là sao? Trong sự cứu rỗi đó có sự chữa lành, có sự ban phước, có sự giải phóng. Chúng ta không phải chỉ đến với Chúa chỉ để nói rằng Chúa ơi, con đã được sống được lên thiên đàng là xong. Rất là nhiều người có cái tư tưởng rằng chỉ cần đến với Chúa để được lên thiên đàng, còn cuộc đời này sao mượt cả, bệnh đau cũng được, rồi bị ma quỷ ức hiếp cũng được, con ráng chịu đựng trung tín Chúa ơi để con lên trên thiên đàng. Không, cái tư tưởng cố hữu này, cái sự dạy dỗ sai lầm này đã nhốt nhiều con cái Đức Chúa Trời vào trong những sự thiệt hại không cần thiết. Anh chị em hiểu không ạ? Thiệt hại không cần thiết. Ông nghĩ rất thiệt hại cho vương quốc của Chúa. Nếu một hội thánh của Chúa mà toàn những người khỏe mạnh không, thì chắc chắn vương quốc của Chúa rất dễ dàng được mở rộng. Hội thánh của Chúa mà toàn những người tự do không có con quỷ nào, thì tôi nghĩ Satan sẽ chạy mất dép khi nó nhìn thấy từ xa. Hội thánh của Chúa mà toàn những con người làm ăn thịnh vượng, sung túc mọi bề trong tài chánh không, thì vương quốc của Chúa mở rộng ngay càng nhanh hơn nữa. Amen nhé. Hội thánh của Chúa mà toàn cứ vác bị đen may không thì khỏi cần rồi, cực kỳ là căng thẳng. Cái đó là một trong những cái mà phải nói hết sức là sai lầm của những cái suy nghĩ cổ hủ ngày xưa, không à, để lại cho chúng ta học những sự giáo dục nó không có đúng đắn. Một cái sự thánh khiết theo kiểu tôn giáo con người không giải quyết được vấn đề gì. Tất cả những gì cha mình tạo dựng trên đời này đều là tốt cho những người kính sợ Ngài. Chúng ta đừng bỏ qua bất cứ một điều gì. Cho nên khi Chúa Giêsu Ngài rao giảng nước trời Ngài đến, thì anh chị em hãy chú ý đến cái lời công bố của Ngài. Cái ngày đầu tiên mà Ngài chuẩn bị sứ mạng từ trời cha Ngài sai đến, Ngài nói ở trong Luca chương 8, chương 4 câu 18-19. Anh chị em đọc rất là quen thuộc phải không ạ? Nhưng mà mình phải hết sức chú ý. Mình chú ý để làm gì? Để mình lấy điều này làm kim chỉ nam cho đời sống mục vụ của chúng ta. Chúng ta đừng làm điều gì khác cái điều mà Chúa Giêsu đã khởi xướng. Đừng tự bịa ra. Hãy làm y như thầy mình đã làm. Hãy làm y như Chúa mình đã làm. Chúa nói sao? Chúa công bố là thần của Chúa ngự trên ta, Ngài sức dầu ta để truyền tin lành cho kẻ nghèo, Ngài đã sai ta rao ra cho kẻ bị cầm được tha thứ, được tha ra, đó kẻ mù được sáng, kẻ hài hiếp được tự do, và đồn ra năm lành của Chúa. Đây là tất cả những gì gói gọn trong chức vụ mà chúng ta làm. Dù anh chị em làm gì, hãy nghĩ đến điều này. Dù anh chị em làm bất cứ điều gì, hãy nghĩ xem mình có làm trong những nhiệm vụ mà Chúa Giêsu đã làm hay không. Ngài bắt đầu chức vụ bằng cách rao giảng như vậy đó anh chị em. Đó. Và chữa lành mọi người cần được chữa lành. Đó. Ngài đã làm xong, Ngài đã chết, Ngài đã được chôn, Ngài đã được phục sinh và Ngài đã được thăng thiên. Rồi khi lên trời rồi thì Ngài để lại cho các môn đồ hai cái sứ mạng rất là quan trọng mà họ phải làm trọn. Trong đó bao gồm cả chúng ta hôm nay. Anh chị em để ý, nếu anh chị em đọc sẽ thấy ở trong Mát câu 16 câu 15 thì Ngài nói với họ là hãy đi khắp thế gian. Khắp thế gian tức là đừng bao giờ từ chối một cái góc trời nào trên trái đất này. Đừng giới hạn chức vụ mình chỉ ở tại một thôn, một làng, một xã. Đừng giới hạn chức vụ mình chỉ ở tại một thành phố. Đừng giới hạn chức vụ mình ở tại một quốc gia. Không, toàn thế giới này là chức vụ của chúng ta. Amen, em, toàn thế giới. Nhưng chúng ta hãy bắt đầu từ Jerusalem. Hãy bắt đầu từ nhỏ và phát triển ra. Tôi tin rằng Chúa muốn như thế đó anh chị. Hãy có cái nghĩ lớn. Hãy có cái tầm nhìn lớn. Tầm nhìn bao quát, tầm nhìn cho tất cả mọi nước trên thế giới này. Anh chị em hãy nghĩ như vậy đi, Chúa sử dụng mình. Còn nếu mình nghĩ rằng là Chúa ơi, con chỉ giảng trong cái làng của con thôi, thì chúng ta cả đời chỉ giảng trong cái làng mình thôi. Nhưng nếu mình nghĩ Chúa, con sẽ giảng tin lành khắp thế giới, có sẽ người đi theo con phiên dịch từ tiếng Việt ra tất cả thứ tiếng trên thế giới cho con, không cần học ngoại ngữ Chúa. Con đi đến đâu người ta sẽ dịch cho con. Người ta phải học tiếng Việt, còn con cần học tiếng gì đó. Okay chưa? Mình nghĩ sao Chúa làm vậy? Đó, chứ bây giờ mà nghĩ có 204 nước trên thế giới mà ngồi đó mà học có 204 thứ tiếng thì thôi hết đời, giảng gì nữa. Cho nên chỉ cần tìm quyền năng, tìm sức mạnh, tìm sự sai phái của Chúa thôi. Chúa sai người đi phiên dịch cho anh chị. Anh chị thử đi. Bây giờ Chúa sai anh chị em sang Campuchia đúng không? Có người Campuchia nói tiếng Việt rành hơn cả anh chị em luôn. Đó, dịch sang thoải mái. Cho nên cái đầu tiên mà mình cần ở trong chức vụ mình là gì? Khắp thế gian.
Cái thứ hai Chúa nói là gì trong Ma-thi-ơ chương 28 câu 20? Đó là gì? Làm luôn cho đến khi tận thế. Hai cái anh chị em nhớ ha, hai nhiệm vụ: khắp thế gian và làm luôn cho đến khi tận thế. Làm luôn, đừng bao giờ ngừng, đừng bao giờ nói với Chúa: Chúa ơi, con chỉ phục vụ Chúa 5 năm thôi nha. Đừng bao giờ nói với Chúa: con chỉ phục vụ Chúa đến 70 tuổi thôi nha. Đừng giới hạn mình như thế. Đôi khi có những người nghĩ vậy đó anh chị em: con chỉ phục vụ Chúa đến 70 thôi, rồi con nghỉ hưu. Làm gì có hưu. Người Đức Chúa Trời không có nghỉ hưu, giảng đến giây cuối cùng rồi thăng thiên luôn. Có nha, tôi thích như thế. Và tôi đọc đó. Đấy, anh chị em tưởng tượng ngày cuối cùng tôi sẽ đến đây, tôi giảng bài giảng cuối cùng rồi tôi thăng thiên luôn. Anh chị em thấy hay không? Rất là hay chứ gì nữa. Quá tuyệt vời. Không cần gì cả. Ông, những cái ông mà được Chúa dùng ngày xưa đó, anh chị em đọc cuộc đời của họ đó. Dù ông Smith chẳng hạn, ông giảng xong bài giảng vô, ông bắt tay người kia cái là rồi ông ngã xuống đi luôn. Vậy thôi, rất đơn giản. Cho nên rất là nhiều người, khi chúng ta được Chúa đãi theo cái cách mình nghĩ, cách mình tin, cách mình nghĩ thế nào, cách mình tin thế nào, Chúa đãi mình như thế. Nếu anh chị em tin rằng anh chị em có thể làm luôn công việc Chúa cho đến khi tận thế, thì Chúa sẽ đãi anh chị em theo cách đó. Còn anh chị em nghĩ rằng 60 tuổi anh chị em về hưu, thì đúng 60 tuổi anh chị em về hưu và nằm chèo khèo này, không biết giờ cuộc đời con làm gì nữa. Đó, nó rất là phiền phức. Phải không? Phải giảng phúc âm cho đến ngày thăng thiên. Ok, rồi. Và hai sứ mạng này cực kỳ là quan trọng. Và kèm theo hai sứ mạng này á, là những điều Chúa hứa. Anh chị em hãy chú ý, thật chú ý. Chúa nói là hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu báp têm sẽ được rỗi, ai chẳng tin sẽ bị đón phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống viên giống chi độc chẳng hại gì, hễ đặt tay lên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Đạo đã truyền ra, mệnh lệnh đã truyền ra, và cái điều này truyền một lần là đủ, không cần nhắc đi nhắc lại. Tất cả những anh chị em nào mà đi trong sứ mạng được Chúa sai phái đều có những dấu hiệu này kèm theo. Anh chị em đừng có phân vân, đừng có quan tâm, lạy Chúa bây giờ con phải thế nào để con được những sự này. Không, đừng quan tâm đến những điều đó anh chị em. Cái điều quan tâm là anh chị em có bước vào cái điều mà Đức Chúa Trời sai phái hay không. Khi Đức Chúa Trời sai phái anh chị em mà anh chị em nghĩ và làm đúng với những gì Ngài truyền lệnh, thì những dấu này nó sẽ kèm theo. Lời anh chị em sẽ đuổi được quỷ, anh chị em đặt tay lên người bệnh, người bệnh sẽ lành. Anh chị em làm những sự gì mà như lời Kinh Thánh nói, không ai làm hại mình được, không một quyền lực nào có thể ngăn trở anh chị em được. Tôi nói với anh chị em ngày hôm nay để anh chị em được khích lệ, thẩm quyền của Hội Thánh cao hơn tất cả mọi quyền trên đất này. Đó là sự thật ở trong thế giới thuộc linh. Dù vương quốc nọ, vương quốc kia có tên lửa hạt nhân, có quyền lực này nọ, súng ống trong tay, tất cả những sự đó không làm gì được nếu Đức Chúa Trời không cho phép. Không bao giờ có thể đụng được một người nào của Đức Chúa Trời hết. Và tôi nói tiên tri luôn cho anh chị em nghe nè, trong thời gian cuối cùng, bất kể thế lực nào đụng đến người được sức dầu của Đức Chúa Trời, ngã chết luôn, chết tức thầy luôn. Những điều này mình đã thấy trong công vụ các sứ đồ rồi, nhưng mà nó sẽ lặp lại trong thời kỳ cuối cùng. Vua Herod định giết Phêrô, ngã chết, vỡ bụng chết luôn. Thầy phù thủy định ngăn trở Phao-lô giảng phúc âm, Phao-lô quay lại và nói anh sẽ bị mù tạm thời, lập tức mù luôn. Người được sức dầu của Đức Chúa Trời có thẩm quyền cao hơn tất cả mọi thế lực trên đất này. Người được sức dầu của Đức Chúa Trời có thẩm quyền trên cả thiên nhiên, trên cả tất cả mọi quyền lực mà Chúa của đời này đang có. Cho nên tôi khích lệ anh chị em là những người dám dấn thân cho sứ mạng của Đức Chúa Trời. Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Đừng sợ gì cả, đừng sợ nó. Cứ nói, cứ giảng và giữ mình trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Ngài sẽ sai thiên sứ bảo vệ chúng ta, Ngài sẽ cung ứng cho đời sống chúng ta, Ngài sẽ nuôi nấng chăm sóc chúng ta, để cho vương quốc của Ngài được mở rộng, để cho con người được giải cứu, được tự do. Tại sao có quá ít người dám dấn thân hầu việc Chúa, anh chị em biết tại sao không? Thứ nhất là sợ hãi, thứ hai là quá nhiều thứ ràng buộc đời sống họ, ràng buộc lắm. Anh em muốn bước đi có sợi dây xích nó níu lại,
Gia đình níu lại, tài chánh nó níu lại, sức khỏe nó níu lại, níu một hồi đi vô xó luôn. Và cuối cùng mình ngồi như thế này, im ru, con không làm được gì. Đây là sự thật. Đó là lý do tại sao Chúa dấy lên những hội thánh chuyên về những sự giải cứu chữa lành, mà những người khác không hiểu và chỉ trích, nói rằng là hội thánh quá khích. Nào là giảng tin lành chữa lành, giảng tin lành thịnh vượng, giảng tin lành đủ quỷ. Thế bây giờ tôi hỏi, tin lành không chữa lành, không đủ quỷ, không thịnh vượng thì tin lành làm gì? Tôi không chả hiểu tin lành để làm gì. Vậy thì bỏ cái từ lành đi, chỉ còn mỗi tin thôi. Chúng ta cùng nhau đi giảng tin. Đúng không? Đúng không? Anh em ơi, chúng ta cùng nhau đi giảng tin. Thế thì ai nghe? Chúng ta phải giảng tin lành. Lành có nghĩa là bệnh được lành, quỷ ám được lành, nợ nần được lành, gia đình đổ vỡ được lành, tâm thần được lành, đời sống hư hỏi được phục hồi được lành. Amen. Đó là tin lành. Đấy. Nói này, một số người chống đối là hay rồi, tức lắm đấy. Mà tức cũng ráng chịu thôi. Cho tôi là tôi cứ nói sự thật thôi. Đó là tức ráng chịu. Đó. Chúng ta phải giảng đúng nghĩa phúc âm mà Chúa Giêsu đã giảng. Con Đức Chúa Trời hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Amen chứ. Hủy phá. Tôi nói cho em, một chức vụ thành công là chức vụ tập trung vào sự đó. Cả cuộc đời tôi chỉ tập trung vào sự đó. Tôi ngồi tôi suy nghĩ xem Satan mày còn bày trò gì nữa. Bây giờ mày bày trò gì đây? Ta sẽ cầu nguyện Chúa để phá hủy mày. Mày làm điều gì trên đất nước Việt Nam nữa đây? Mày làm điều gì trên giới trẻ ở tại Việt Nam đây? Mày làm điều gì ở trong những doanh nghiệp, những doanh nhân của người đang làm ăn đây? Mày làm điều gì trong những gia đình đây? Chúa Thánh Linh đây bày tỏ cho con. Con sẽ hủy phá nó, tống cổ nó ra đi. Thế là đất nước chúng ta được an bình thịnh vượng. Amen chứ. Người dân chúng ta được thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên con cái Đức Chúa Trời đừng tập trung vào sự cãi lễ cãi lý, đừng tập trung vào sự đó. Mình tập trung vào cái chuyện làm sao cho con người được tự do. Thế là chúng ta chiến thắng linh hồn đã về cho Chúa Giêsu. Bây giờ mình cãi tôn giáo nào tốt, đạo nào tốt, ông nào đúng, ông nào sai, cãi cả đời. Đừng có làm cái đó. Tập trung vào giúp con người ta được tự do. Tập trung giúp con người ta được chữa lành. Tập trung giúp con người ta được thịnh vượng. Tập trung giúp con người ta được sống lành mạnh. Amen chứ. Khi chúng ta làm điều đó, tôi nói tất cả loài người sẽ chạy đến tìm anh chị em. Amen. Wow. Đó, tại sao Chúa Giêsu người ta đi, Chúa đi đâu người ta theo đó, là vì lý do vậy đó anh chị em. Đó. Và ngày hôm nay đó, cái lễ đạo này vẫn đang được dạy dỗ khắp mọi nơi. Ân tứ chữa lành không biến mất đâu. Ân tứ giải cứu không biến mất đâu. Chúa không rút lại các ân tứ đó đâu. Nó vẫn còn được giảng ra trong các hội thánh. Có điều là tại sao mà ngày hôm nay nhiều hội thánh không chấp nhận và không nói về những sự đó? Là bởi vì gì? Bởi vì sự vô tín, bại hội và sự yếu đuối trong thế giới tâm linh của nhiều hội thánh. Hiểu ý tôi không ạ? Dù mình yếu đuối quá, mình cầu nguyện miết mà quỷ nó không đi, mình cầu nguyện miết mà bệnh nó không lành, cái mình nói chắc giờ Chúa hết chữa rồi. Bây giờ bắt đầu thôi, giờ mình vô thư phòng mình viết một cái giáo lý là phép lạ đã hết rồi, cho nó nhẹ. Bây giờ cầu nguyện miết mà nó không khỏi mà làm sao được giờ, đúng không ạ? Mà những cái giáo lý đó nó sinh ra do cái sự yếu đuối, bội đạo, vô tín, không tin, chống nghịch của chính những con người lãnh đạo thời bấy giờ. Và nó sinh ra. Có một thời kỳ hội thánh ở dưới sự bội đạo trầm trọng, tham lam, nhục dục, ô uế, tất cả mọi thứ bậy bạ tối tăm bước vào trong hội thánh. Và đó chính là thời kỳ mà người ta nói rằng phép lạ dấu kỳ mất rồi, đi cùng với các sứ đồ về trời rồi. À, yếu đuối quá mà, cho nên người ta vậy. Nhưng không phải đâu anh chị, vẫn y nguyên. Ê-sai chương 53 câu 4 câu 5 chép: thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lần roi người, chúng ta được lành bệnh. Đây là một tiên báo trước, một sự hiện thấy trước của
tiên tri Esai rất là hệ trọng về nội dung của tin lành. Anh em thấy không ạ? Tiên tri Esai sống trước 700 năm khi Đấng Christ được giáng sinh, nhưng ông đã thấy trước cái nội dung của tin lành sẽ được rao giảng nó như thế nào rồi. Đó. Ông thấy trước rồi, đây là tin lành được rao báo trong Cựu Ước. Và anh em vừa nghe những câu kinh thánh đó, nó tràn ngập những sự giải cứu, chữa lành, những sự tha thứ, những sự phục hồi mà Đức Chúa Trời muốn đem đến cho con người. Thì tại sao, vì cớ gì ngày hôm nay chúng ta lại giảng một tin lành khác? Chúng ta lại giảng một tin lành yếu đuối, chúng ta lại giảng một tin lành mà cắt tỉa tất cả mọi thứ, còn mỗi cái gốc trơ trơ không, không giải quyết được một cái gì cả, phải không cha? Đấy. Cho nên chúng ta mới thấy được điều đó. Và các sứ đồ đã trích dẫn những câu kinh thánh này trong những cái lời họ ghi lại trong các sách phúc âm. À, ví dụ trong sách Ma-thi-ơ đã trích dẫn. Và trích dẫn để cho chúng ta biết là Chúa Giê-xu Christ đã mang tội lỗi chúng ta thế nào, và Ngài đã mang và cất bỏ bệnh tật chúng ta ra sao, Ngài đã cất bỏ sự đau đớn của chúng ta đến như thế nào. À, chúng ta được giải cứu ra làm sao, khỏi sự hài hiếp của tội lỗi, khỏi sự hài hiếp của bệnh tật, khỏi sự hài hiếp của ma quỷ như thế nào. Và Kinh Thánh khẳng định là bởi lần roi Ngài mà tất cả chúng ta được lành bệnh. Cho nên tin lành thực sự rất hạnh phúc và vinh hiển. Đấng đã mang thay gánh nặng cho chúng ta, và đấng mà lòng chúng ta yêu quý, đấng lòng chúng ta trân trọng, đấng lòng chúng ta đang cầu nguyện đó cũng chính là đấng chết thay cho mỗi một chúng ta. Chúng ta phải ý thức điều này. Cho nên nếu chúng ta loại bỏ một tin lành cứu chuộc, thì tôi nói thật, khi chúng ta đến với Chúa Giê-xu cầu nguyện, tất cả lời cảm ơn của chúng ta chỉ là mồi miệng giả hình, vì chúng ta không biết cảm ơn cái gì cả. Có đúng không chứ? Cảm ơn cái gì? Cho nên nếu ngày hôm nay Chúa Giê-xu bởi Đức Thánh Linh chữa lành cho anh chị em, anh chị em sẽ đến và nói: Chúa ơi, con cảm ơn Ngài đã chữa bệnh cho con. Nếu Chúa Giê-xu bủ quỷ cho anh chị em, anh chị em sẽ đến: Chúa ơi, cảm ơn Ngài, nhờ Ngài con được tự do. Chúng ta thấy rõ từng hành động của Ngài, từng việc làm yêu thương của Ngài trong đời sống chúng ta. Và đây đích thực là tin lành cổ xưa, tin lành nguyên thủy, tin lành nguyên gốc đã được rao giảng cho chúng ta. Tôi nói những điều đó để làm gì? Để nhắc lại cho tất cả anh em mình, khi anh em được đi rao giảng phúc âm, khi anh em được Chúa sai đi để làm chứng cho một người, hãy tập trung vào việc làm của Chúa Giê-xu. Đừng nói lan man, đừng cãi lý về đạo lý này đạo lý đó, đừng nói là đạo tôi tốt hơn đạo ông, đừng nói thế. Hãy nói tập trung vào những gì Chúa Giê-xu làm cho họ. Chúa Giê-xu đã chết cho anh, Chúa Giê-xu đã chịu đòn để bệnh anh được lành, Chúa Giê-xu chịu nghèo để anh hôm nay có cơ hội thoát khỏi nợ nần, Chúa Giê-xu đã chịu nhục nhã để hôm nay anh được nâng lên, được vinh dự và được đón nhận. Hãy nói tất cả những gì mà cứu Chúa Giê-xu yêu dấu làm cho con người anh thế. Và tin lành đó sẽ không bao giờ cũ và không bao giờ mất đi giá trị và quyền năng của nó. Đó là lý do tại sao nói cái gì nói quăng đi quẳng lại, Chúa Giê-xu vẫn là trọng tâm. Hãy nói về Chúa Giê-xu anh chị em nhé. Đây là cái điều rất là quan trọng đó anh chị em. Tất cả các sách phúc âm, Ma-thi-ơ, Mác, Luca, Giăng đều nhắc lại việc làm của Chúa. Và ông Giăng ông nói là những việc nhắc lại này đó là để cho anh chị em tin và được cứu, để cho anh tin và được cứu. Cho nên khi chúng ta giảng một cái phúc âm mà thành công đó, là một phúc âm tập trung vào Chúa Giê-xu. Một cái phúc âm mà đi lan man những triết lý đời này nó không có đem lại cái sự sống gì cho con người đó. Nhưng một phúc âm nói về việc làm của Chúa Giê-xu, nói rằng Ngài đã chết cho anh, Ngài đã bị chôn và Ngài đã sống lại vì anh, Ngài đã thăng thiên và Ngài sẽ trở lại để cứu anh. Một cái phúc âm đó đó, mình tưởng rằng cái tâm trí người ta chắc làm sao mà nó tin được. Làm sao mà có cái người gì mà chết cho tôi, làm sao mà có cái người nào mà sống cho tôi, làm sao có cái người nào mà lại trở lại vì tôi. Chúa Giê-xu là ai, làm sao tôi biết. Trước khi còn trẻ tôi nghĩ vậy anh chị em. Tôi nghĩ là chắc cái giờ mà mình đi làm chứng, mình nói về cái điều này chắc không ai tin đâu. Thôi mình nói cái gì nó dễ hiểu hơn, mình nói nào là đắc nhân tâm rồi các thứ, vòng vo tam quốc hồi rồi mình mới vô vấn đề, thì chắc người ta dễ chấp nhận. Nhưng sai lầm anh chị em. Anh chị em biết người ta tin vì sao không? Người ta tin vì Đức Thánh Linh mở trí cho họ, không phải người ta tin vì cái đầu này.
Người ta tin vì Đức Thánh Linh lúc đó đến chạm vào lòng họ và họ bừng tỉnh ra. Họ nói rằng đúng rồi, tôi cần một cứu Chúa như thế. Và họ sẽ tin. Cho nên khi mình giảng về Chúa Giêsu thì Chúa Thánh Linh sẽ ấn chứng cho lời của mình. Còn khi mình giảng cho những triết lý đời này thì Chúa Thánh Linh im lặng. Và bởi vì Ngài im lặng nên cãi lộn nó xảy ra, đánh đấm nó xảy ra, giận hờn nó xảy ra, rồi đủ thứ xảy ra. Còn khi Chúa Thánh Linh mà lên tiếng thì mọi xác thịt im hết. Hay chưa? Cho nên tôi khích lệ anh chị em hãy đi giảng phúc âm, hãy giảng về Chúa Giêsu. Tôi đọc trong Ma-thơ chương 8 câu 16 17 như thế này nè, phúc âm là như thế này nè. Đến chiều, người ta đem đến cho Đức Chúa Giêsu nhiều kẻ bị quỷ ám. Ngài lấy lời nói mà đủ quỷ ra, cũng chữa được hết thảy những người bệnh. Vậy cho được ứng nghiệm lời của đấng tiên tri Ê-sai nói rằng chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta, gánh bệnh hòn của chúng ta. Sứ đồ Phi-rơ đã trưng dẫn cái sách Ê-sai hồi nãy đó và nói một cách rất là rõ ràng về cái duyên cớ khiến cho Ngài chữa hết thảy những người bị bệnh. Ấy là cốt để chứng tỏ trước mặt kẻ thù rằng Ngài là đấng Christ được sức dầu, để chứng tỏ trước mặt kẻ thù rằng Ngài đến để làm ứng nghiệm lời mà Đức Chúa Trời đã nói về Ngài. Anh em thấy không ạ? 700 năm trước những lời đã viết, và bây giờ cuộc đời của Ngài diễn ra y xì như những gì Đức Chúa Trời đã viết. Đấy chẳng phải là phép lạ sao? Và khi chúng ta nói những lời như vậy, khi chúng ta rao giảng những lời như thế, những người nghe đó được Chúa Thánh Linh chữa lành. Khi họ nghe được chữa lành, anh em thấy những bài giảng trên Zoom không ạ? Những lời cầu nguyện trên Zoom phải không ạ? Anh em thấy phải không ạ? Khi nghe mình nói những lời này, mình tưởng là mình nói những lời nó bình thường, nhưng không bình thường. Chúa sẽ lấy những lời đó tập vào lòng của người ta và khiến người ta bừng tỉnh ra, và bệnh tật nó biến mất hồi nào không biết. Đấy là quyền phép. Cho nên trong Roma chương 1 câu 16 chép sao anh em? Tôi không hổ thẹn và tin lành đâu, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Tất cả những ai nghe những câu chuyện về Chúa Giêsu mà lòng họ mở ra, họ tin, họ lập tức được cứu, được chữa lành, được giải phóng anh chị. Cho nên tôi khích lệ tất cả anh chị em mình, những người mà khao khát để chiếm lấy những linh hồn cho Chúa Giêsu, hãy tập trung và giảng một sứ điệp về Chúa Giêsu, hãy nói về Chúa Giêsu, hãy vào đề bằng Chúa Giêsu, hãy nói cho người ta biết tôi kể cho anh nghe chuyện này, có một đấng đến giải cứu anh, đấng đó tên là Giêsu. Tôi nhớ có một lần tôi về quê, quê đó xa lắm, 700 cây số lần. Lúc ở Phú Yên ở đâu ạ? Xong rồi tôi vào nhà của bà dì tôi, tôi ngồi đó, xong rồi bà dì bị mấy đứa cháu đó ngồi, nó kể, nó bảo là có đứa nó bảo là bệnh ghê gớm, bệnh mà đi bệnh viện không biết là bệnh gì, đó, bệnh lắm, bây giờ bế tắc rồi. Tôi mới nói bây giờ nè, tôi chỉ cho một ông bác sĩ, tên ông này là Giêsu. Chưa kịp nghe mà nói hết câu, nói cho xin số điện thoại, tôi gọi ngay ông này. Ý tôi muốn nói là có những con người chưa bao giờ biết Giêsu là ai, danh Ngài là gì. Cho nên nhiệm vụ chúng ta phải giảng cho họ biết Chúa Giêsu Christ là ai, Ngài ở đâu, Ngài sinh ra ở đâu, Ngài làm gì, anh chị em, nói một cách tương tận chi tiết. Chứ không là họ xin điện thoại là căng lắm. Xin điện thoại. Phản ứng đầu tiên của người bệnh là gì? Xin điện thoại gọi ngay bác sĩ. Địa chỉ ở đâu? Phải không ạ? Đây là cái chỗ nó vui, nó thực tế. Nhưng mà người dân Việt Nam mình có rất nhiều người chưa bao giờ trong đời nghe được Giêsu là ai. Anh em hãy chú ý đến chi tiết đó. 98 triệu đồng bào này chỉ có vài phần trăm biết Chúa thôi, còn hơn 90% chưa bao giờ nghe, chưa bao giờ biết. Và họ sẽ ngạc nhiên khi mình nói về một Giêsu cứu chuộc, một Giêsu chữa lành, một Giêsu đủ quỷ, một Giêsu có thể giúp họ được sống một cuộc đời thịnh vượng phước hạnh. Ngạc nhiên lắm anh chị em. Hãy tập trung và rao giảng, amen. Cho nên ở đây đó, chúng ta sẽ học được một số điều trong cái sứ điệp mà mình giảng cho người ta, đúng không ạ? Cũng như Chúa Giêsu thôi. Thứ nhất, Chúa Giêsu luôn giảng và Ngài liên kết tật bệnh với tội lỗi. Ngài liên kết tật bệnh với tội lỗi một cách rất là hài hòa. Và Ngài phán những lời tha tội trước khi Ngài phán những lời chữa lành. Có những lúc Ngài làm thế. Ngài nói hỡi con, tội lỗi con đã được tha. Có những bệnh tật được
giữ trong cơ thể con người bởi tội lỗi họ đã phạm, bởi tà dâm, bởi ô uế, bởi những cọc cằn, bởi những sự không tha thứ, giận dữ, cay đắng. Và trước khi chữa lành, Chúa nói tội con đã được tha. Đây cũng là một chi tiết để tôi và bạn xem học Chúa Giêsu. Khi người đó bị bệnh, anh chị em cần phải nhạy bén với Chúa Thánh Linh, để Chúa Thánh Linh tỏ cho anh chị em biết tại sao cô ấy bệnh, tại sao chị ấy bệnh, tại sao anh ấy bệnh. Và Chúa sẽ cho anh chị em biết có tội lỗi nào liên kết với bệnh tật hay không. Đó. Thứ hai đó, Ngài luôn đòi họ phải vận dụng đức tin để tiếp xúc với chính mình Ngài và nhận lấy ơn chữa lành đúng lúc. Ngài luôn luôn khích lệ. Đúng không ạ? Ngài gọi người mù đến và Ngài hỏi: anh có tin ta làm được điều đó không? Anh có tin rằng ta làm được điều đó không? Người mù nói: lạy Chúa, con tin. Thế là Chúa nói: bởi đức tin ngươi, ngươi đã lành rồi. Anh em thấy không ạ? Cho nên trong lúc giảng phúc âm và cứu giúp người ta, hãy khích lệ, kích hoạt đức tin của người ta để cho người ta dễ dàng đón nhận. Nếu một người què, một người bại, một người treo tay, một người không làm được cái việc họ làm, hãy khích lệ họ, hãy nói rằng anh có thể làm được điều đó. Anh có thể cử động được chân anh có thể cử động được tay đấy, anh có thể cử động được lưỡi của anh nhờ danh của Chúa Giêsu, hãy làm đi. Và khi họ tin điều đó thì thân thể họ được kích hoạt bởi quyền năng của Thánh Linh. Anh thấy Chúa Giêsu không? Ngài làm điều đó đó. Cho nên chúng ta hãy chú ý những chi tiết đó khi giảng phúc âm ha. Đó. Rồi Ngài Ngài cũng chỉ cho người ta biết là quyền năng của lời Đức Chúa Trời có thể hoạt động từ xa mà không cần phải tiếp xúc gần. Ngài nói với người đàn bà Canaan rằng: vì có ngươi tin, con ngươi ở kia đã được tự do rồi. Người đàn bà Canaan tin, về nhà thấy con mình đã được tự do. Anh em thấy không? Ông thầy đòi có đứa đầy tớ đau bệnh nằm ở nhà, ông nói tôi không cần rước thầy đâu, thầy đứng lên đây thầy nói một lời thôi, con tôi nó khỏe mà, thằng đầy tớ tôi nó khỏe mà. Và Chúa ngạc nhiên vì đức tin của họ. Chúa nói: được, trong Israel không có người nào có đức tin lớn như con, việc phải thành vậy. Thế là về nhà người đầy tớ. Những điều này mình giảng ra để mình khích lệ đức tin của những người mà không tiếp cận với anh em trực tiếp, ở xa cầu thay cho con, cho cháu, cho vợ, cho chồng ở đâu đó, thì bởi lời cầu nguyện, bởi lời phán, bởi đức tin, Chúa vẫn hành động khắp mọi nơi. Đây là cách đó. Và điều thứ tư là Ngài thường quở trách những kẻ nghi ngờ không sẵn lòng để được cứu chữa vì cớ vô tin. Ngài luôn quở trách. Chúng ta đừng có trấn an người ta. Không ạ? Tôi thấy Chúa Giêsu rất hay ở chỗ là gì? Ngài rất là thẳng tính. Cái gì đúng là Ngài nói đúng, cái gì sai Ngài nói sai. Ngài trấn an. Còn ngày hôm nay chúng ta hãy trấn an. Ông sắp chết rồi không? Tốt lắm, sắp rồi, tốt, tuyệt vời, tốt. Thật ra người ta chả tin gì cả, cũng tốt. Không được. Nếu người ta không tin, hãy quở trách người ta. Tại sao không tin? Kém đức tin. Hãy đọc cho họ những câu chuyện mà vì cớ không tin mà phải như thế nào. Anh em biết tại sao Chúa quở trách không? Biết không? Bởi vì vô tín là một tà linh. Vô tín là một tà linh. Cái người không tin nó không phải là bình thường, người ta không tin đâu. Cái người bình thường được Đức Chúa Trời tạo dựng là có khả năng tin vào phép lạ của Đức Chúa Trời. Đó là người bình thường. Còn cái người nào mà nói tôi không thể tin nổi, đích thị có ông quỷ nằm trên nền trong đó. Cho nên mình phải quở trách. Quở trách không phải quở con người, quở cái tà linh ở trong người đó. Linh vô tín ta bảo mày rời khỏi người này, để cho người ta được tự do, để cho người ta có thể tin được phép lạ. Cho nên bữa trước tôi có viết bài trên Facebook đó, cái người vô tín trong thế giới linh là mù và điếc. Tà linh đã làm cho mù và điếc, có tai nhưng nghe không được, có mắt nhưng nhìn không thấy gì. Phép lạ sờ sờ, những việc Chúa Giêsu làm sờ sờ mà cứ nói là tôi không biết, không thấy, không tin. Cho nên cho em ha, chúng ta phải nắm lấy thẩm quyền để quở trách. Quở trách những tà linh trong lòng người ta, để cho người ta có thể được tự do và có thể tin những gì Đức Chúa Trời làm cho họ. Đây là chỗ rất là quan trọng anh chị em ha. Rất là quan trọng. Và ngày hôm nay đó,
Chúa giao những điều đó cho anh chị em mình để đi ra giảng phúc âm, làm chứng cứu người, giải phóng con người ta, chữa lành người ta, giúp đỡ người ta. Anh chị em đã được Chúa động chạm, được Chúa làm ơn, được Chúa chữa lành, được Chúa giải phóng, rồi đến lượt anh chị em hãy đem điều đó cung ứng cho thế giới này. Đây là nhiệm vụ của Chúa, quan trọng lắm anh chị. Nếu mình không làm thì vương quốc của Chúa làm sao mở rộng được? Nếu mình không làm thì những con người đang bị trong tù đầy của Satan làm sao được tự do? Cho nên nói như một ông truyền đạo, ông nói rất là hay: càng nhiều người cầu nguyện chữa lành thì càng nhiều người bệnh được chữa lành, càng nhiều người đi vào chức vụ giải cứu thì càng nhiều người được tự do khỏi ma quỷ. Cho nên không có giới hạn gì cả, không một giới hạn gì cả. Khi có nan đề, khi gặp con người nào cùng khốn, anh chị em hãy nhân danh Chúa giúp đỡ họ, không giới hạn. Hãy giúp đỡ, giúp đỡ trong sự dẫn dắt của Thánh Linh, giúp đỡ trong sự hiểu biết. Hãy làm đi anh chị em ơi, Chúa sẽ ở cùng. Và điều này là điều Chúa muốn, không giới hạn. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng cái việc đủ quỷ chữa bệnh, cái việc đó là việc của mấy cái ông đứng trên cái bục giảng này nè, lâu lâu mới có ông đứng trên đây, còn tôi chỉ ngồi chờ thôi. Bỏ cái tư tưởng đó đi, loại bỏ đi. Tôi nói với anh chị em rằng Chúa dùng tất cả anh chị em đang ngồi đây để làm việc của Ngài. Hãy tin điều đó đi anh chị em ạ. Hãy tin đi, làm đi. Đó, mình sống giữa cuộc sống này, mình đi làm việc ở công ty, công sở, trong gia đình, gặp này, gặp hoàn cảnh nào, gặp như thế nào, mạnh dạn lên giảng phúc âm cho họ, sau đó là giải quyết vấn đề. Giảng cho họ biết Chúa Giêsu là ai, giảng cho họ biết rằng cái việc tôi sắp làm cho anh, cho chị đây không phải tôi làm mà Chúa Giêsu làm. Đôi khi mình không hiểu chỗ này, mình tưởng mình làm này căng lắm. Đây cũng là một cám dỗ nha anh chị em. Không phải mình làm, Chúa Giêsu trong anh chị em làm cho họ và giúp họ được tự do, giúp họ được chữa lành. Mình phải biết phân biệt giữa cái thẩm quyền thực sự mình có và thẩm quyền ủy nhiệm. Tôi và bạn chị em là đang nhận thẩm quyền ủy nhiệm Chúa giao cho chúng ta làm. Khi Chúa hết giao cho, chúng ta trở lại bình thường, không có khác ai hết á, giống y như tất cả mọi người, đúng không ạ? Đây là chỗ chúng ta cần phải để ý. Và trong lúc mình chữa lành, cầu nguyện chữa lành, đủ quỷ giúp đỡ người ta, thì như nãy tôi nói đó, nó có những trường hợp là sự chữa lành giải cứu nó chậm xảy ra, thì mình giải thích làm sao đây? Mình khích lệ người ta làm sao đây? Mình an ủi họ như thế nào đây, để cho họ tiếp tục có đức tin đây, đúng không? Đâu phải ai cũng như mình. Có một số người đến nói cái điều này chắc tôi phải trở lại phương án cũ, chứ còn theo Chúa tiếp thì khó quá, không thể chờ đợi được nữa, tôi sắp chết rồi. Kiểu như vậy. Giờ sắp chết rồi mà bây giờ cứ anh chị em cứ nói là Chúa chữa lành mà không biết giải thích làm sao cả, mà không thấy lành gì cả thì căng, đúng không? Cũng rất là căng chứ. Cho nên mình cần phải biết nhìn vào ánh sáng của Kinh Thánh, đúng không? Để mình giải thích cho người ta, và chính mình cũng có cái đức tin, có sự hiểu biết đó để giúp đỡ người ta. Cho nên ở đây đó, tôi thấy là điều thứ nhất mà có sự trì hoãn trong sự chữa lành giải cứu là bởi vì Chúa cần thời gian để xử lý cái xu hướng bội đạo trong lòng con người. Là cái đầu tiên, xu hướng bội đạo. Tôi giải thích chỗ này một chút nha. Trong các quan sát chương 2 câu 20-23 nó có rất rõ, tôi sẽ đọc anh chị nghe bây giờ. Thế nào là xu hướng bội đạo? Xu hướng bội đạo có nghĩa là trước khi anh chị em tìm đến với Chúa đó, anh chị em đã từng thờ rất nhiều tà thần khác nhau, đủ thứ hết. Ông thần này, thờ ông thần kia. Giống như Ấn Độ nó có 3.600.000 vị thần, không ạ? Thờ tu lốt hết, còn gì cũng đem thờ. Việt Nam mình có lẽ ít hơn chút, nhưng mà cũng nhiều. Việt Nam mình tính ra cũng rất là nhiều loại thần khác nhau. Và chính những sự thờ thần tượng đó, nó tạo trong lòng chúng ta một cái xu hướng, một cái xu hướng luôn luôn muốn đi tìm kiếm, cầu hỏi những cái điều gì đó khác hơn để giúp đỡ mình. Mình đến chỗ này không được, thấy không được, đến chỗ khác. Giống như Việt Nam mình có cái câu gì quên mất rồi anh chị em, có bệnh thì vái tứ phương, đúng rồi, câu đó đó. Có bệnh vái tứ phương, tôi nói là đủ kiểu hết.
Và đó là lý do người ta uống vào trong người đủ các loại bùa ngải hết. Trước khi đem đến hội thánh thì tả tơi tơi tả hết trơn à. Gan tim phèo phổi nát hết rồi, không ạ? À, hồn linh thủy, thân thể lý trí cảm xúc rồi gì là bị ma quỷ làm cho banh xác hết, không còn cái gì. Tôi nói con quỷ như con heo mà à, nó đã vô được trong nhà rồi là nó ủi, nó cày, nó phóng ế, không có một chỗ nào. Anh em thử đem heo về nhốt nhà mình cái coi nè, ra chợ mua con heo về nhốt chơi coi, rồi đi du lịch 3 ngày về xem ở nhà coi. Tôi nói là ỉa văng từ nóc nhà xuống dưới nền nhà là cái chắc luôn đó. Cho nên người ta ông Van Hammen ông so sánh quỷ như con heo đó, con heo ở trong nhà, bầy heo trong nhà, ông có viết cái quyển sách đó. Và bằng cách đó đó, những người ngoại đạo, những người mà tìm đến với Chúa lần đầu tiên, họ bị ma quỷ khống chế dẫn dắt, và luôn trong lòng họ có cái xu hướng, cái xu hướng đi tìm kiếm hết chỗ này chỗ kia. Và Đức Chúa Trời cần thời gian để xử lý cái xu hướng bội đạo đó trong lòng người, để cho họ bắt đầu định hướng và trung tín với chỉ một mình Chúa mà thôi. Đây, tôi đọc anh chị nghe nha. Các quan sát chương 2 câu 20-23. Bởi có đó trong cơn thạnh nộ, Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng Israel, và Ngài phán rằng: vì dân tộc này có bội nghịch giao ước của ta đã truyền cho tổ phụ chúng nó, và vì chúng nó không có nghe lời phán ta, nên về phần ta, ta cũng chẳng đuổi khỏi trước mặt chúng nó một dân nào mà Giô-sê để lại khi người qua đời. Ta sẽ dùng các dân tộc đó thử thách Israel, để xem thử chúng nó có giữ và đi theo đường của Đức Giê-hô-va như tổ phụ chúng nó chăng. Ấy vậy, Đức Giê-hô-va để cho các dân tộc này ở lại trong xứ, không vội đuổi chúng nó đi, và cũng không phó chúng nó vào tay Giô-sê. Anh chị em thấy không ạ? Tôi nhờ một anh chị em dắt cái cô này xuống phía dưới ngồi cho nó êm coi nè. Đó, anh chị em thấy đây là câu chuyện rất là rõ ràng ở trong Kinh Thánh. À, không ạ, à, chúng ta hãy chú ý nha. Tức là bây giờ dân Israel đã bước vào xứ hứa rồi, đúng không? Bước vào xứ hứa rồi, chiếm được xứ hứa rồi. Nhưng mà qua đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy Chúa vẫn để lại một vài các dân xung quanh, không phải tất cả các dân mà để lại một vài. Và Chúa nói trong câu 22 gì? Ta dùng các dân tộc đó để thử thách, xem thử chúng nó có giữ và đi theo đường của Giê-hô-va như tổ phụ chúng nó chăng. Anh em thấy chưa? Cho nên ví dụ như nha, trong người anh chị em có 100 con quỷ, rồi Chúa đuổi 95 con à, còn để lại 5 con à, để lại 5 con. Rồi sau một tháng sau, Chúa xem thử tấm lòng anh chị em đó như thế nào. Anh chị em đó bắt đầu có yêu mến Đức Giê-hô-va không? Có yêu mến cái đấng mà đã xử lý 95 con quỷ cho mình không? Có yêu mến cái đấng mà đã làm cho mình có sự bình an 95% không? Có yêu mến cái đấng mà làm cho mình vui mừng phấn khởi được 95% không? Hay anh chị em nói: à, bây giờ mình khá rồi, mình bình an rồi, thôi bây giờ mình quay lại mình thờ mấy ông thần của mình trước kia, thôi mình làm con heo mình cúng mấy ổng, chắc là mấy ổng cũng có phần trong chuyện giải cứu mình đây, chứ chắc gì đây là Chúa đâu, hên xui thôi mà. Thường nhiều người nghĩ như vậy. Nhiều người đến với hội thánh, trước khi đến với hội thánh là đi cúng chỗ này, cúng chỗ kia, cúng chỗ nọ, và hội thánh chỉ là một trong chỗ họ cúng thôi, mặc dù ở đây không có cúng gì cả, nhưng mà họ nghĩ là cũng cúng đấy, phải không ạ? Và họ về họ nói: ô, bây giờ mình lành rồi, chắc là ông thần này làm mình 20% nè, ông thần kia làm mình 30% nè, ông thần này làm mình 40% nè, còn cái chỗ cuối cùng Chúa này chắc làm mình 5% đấy. Và lòng họ vẫn đang lan man. Đức Chúa Trời cho phép thời gian đó để bắt đầu Ngài làm những phép lạ tiếp theo, xử lý họ, xử lý, dẫn dắt họ. Đến một ngày họ ý thức được rằng: ồ, chính Chúa là đấng duy nhất cứu chữa tôi, chính Chúa là đấng duy nhất giải cứu tôi, chính Chúa là đấng duy nhất nâng đỡ nan đề của tôi, còn mấy cục đất cục tượng kia là chỉ cướp giết hủy diệt tôi thôi. Ngay khi người đó nhận thức ra được điều này thì sự giải cứu được hoàn toàn. Anh em hiểu không ạ? Cái đây là cái chỗ mà mình nhìn ra, à, cho nên anh em hãy chú ý nha. Muốn sự giải cứu hoàn toàn, muốn sự chữa lành nhanh chóng hoàn toàn, anh chị em ơi, lòng anh chị em phải quay trở về với Đức Chúa Trời và trung tín chỉ một mình Ngài. Đây là chỗ Đức Chúa Trời muốn. Rất là nhiều người không có tư tưởng đó đâu, tôi đã gặp rồi.
Giống như câu chuyện tôi hay kể đó, có một chị ở dưới Cà Mau đó, đi nhà thờ rất trung tín, nhưng mà bất chợt ngày rằm người ta phát hiện chị đang ở trên chùa. Thì người ta mới hỏi chị, sao chị đi hội thánh mà chị còn đi chùa? Không em, tin Chúa vẫn tin nhưng mà thắp nhang thêm cho nó linh. À, sao nó chắc? Mà người ta vẫn có những cái tư tưởng như thế, vẫn có những tư tưởng là đạo nào cũng tốt, thờ tất cả các thần đều tốt. Và tôi nói với anh chị em, nhất là người Việt Nam chúng ta, tư tưởng này đang rất sâu, không phải đùa được đâu anh chị em. Không phải ai cũng hiểu biết được như anh chị em đang ngồi đây đâu. Có rất nhiều gia đình, rất nhiều ông bà anh chị em không hiểu như anh chị em mình hiểu. Cho nên Chúa cần thời giờ để xử lý cái xu hướng bội đạo thờ đa thần này trong lòng họ, cho đến khi lòng họ chuyển đổi hoàn toàn với Chúa thì lập tức sự giải cứu cũng được hoàn thành. Mọi con quỷ lập tức phóng ra hết và nó đi sạch bách, không còn con nào, đúng không nhé? Đây là cách. À, rồi điều thứ ba, à điều thứ hai, điều thứ hai mà Chúa tại sao để lại những điều đó là Chúa cần thời gian để giúp họ có khả năng chống lại lối sống ham muốn xác thịt xưa cũ. À, đây là chỗ anh chị em hãy chú ý nha. Tất cả anh em mình, tôi, ông bạn chị em khi đến với Chúa để xin Chúa chữa lành một căn bệnh nào đó hay là giải cứu một con quỷ nào đó, có khả năng nha, phần lớn những khả năng, những con quỷ, những năng đề đó đã được mở cửa qua cái lối sống xác thịt của chúng ta. Ham ăn, ham uống, nhậu nhẹt, đĩ biếm, ngoại tình, tà dâm, tham lam, giận dữ, không tha thứ, thờ thần tượng, cay đắng, tranh đấu, tranh cạnh, rồi đánh đấm giang hồ, đồng tính, tất cả những cái đó, nó mở cửa, mở cửa. Và qua cái lối xác thịt này, Satan nó ùa vào, nó rủ con dòng cháu đống của nó ùa vào, con cháu dòng họ xa xưa của nó đang lang thang ngoài nghĩa địa kia, nó rủ vô hết, nó ở trong con người đó, và nó làm cho con người đó đau bệnh, ác mộng, không ngủ được, đủ thứ đang đề. Và khi anh em không chịu được nữa thì mới tìm đến hội thánh. Còn chịu được chưa tìm đâu? Không à, còn chịu được, còn chịu được thì vẫn ráng sống chung, nhưng mà hết chịu nổi rồi bắt đầu mới đến hội thánh. Giúp con với, mục sư ơi giúp con với, con chịu hết nổi rồi, mất ngủ mà 10 đêm nay không ngủ được một tí nào, người nó cứ như trên mây bay bổng, giúp con với. Là tôi biết rồi, tôi biết là có vấn đề rồi. Và khi đến hội thánh cầu nguyện, đặt tay ngã xuống, đúng không ạ? Chú giải phóng. Nhưng mà về nhà người đó cảm thấy là nó chỉ bớt đâu được khoảng 80% thôi, còn 2% nó cứ lởn vởn ở đó. Anh ấy biết tại sao không? Tại vì tôi nói với anh chị em nè, nếu Chúa chữa lành 100% á, ngay tức thì á, người đó nếu đang tà dâm sẽ tiếp tục tà dâm, người đó đang nghiện rượu sẽ tiếp tục uống thêm mà uống nhiều hơn nữa, vì mình được lành rồi mà. Phải không ạ? Tiếp tục đấy, người ta không sợ, người ta nói ổn, nếu bị nữa thì lại đến hội thánh cầu nguyện tiếp thôi, có gì đâu mà lo, đúng không? Người ta sẽ nghĩ như thế. Nhưng không phải đâu, Chúa chúng ta rất khôn ngoan, Ngài để lại một phần những cái năng đề đó để cho người đó biết sợ và nhận thức được rằng họ bệnh vì đâu, họ bị gặp năng đề vì đâu, họ bị những thứ này tấn công vì đâu. Và khi họ ý thức được rồi đó, họ cầu nguyện, họ tìm kiếm Chúa, thì con người thuộc linh của họ mới có cơ hội được trỗi dậy, được sống mạnh dậy dần dần. Và khi con người thuộc linh mạnh lên rồi thì họ mới thắng được cái xu hướng xác thịt của họ, và họ mới được tự do. Anh em đọc, tôi thấy điều đó trong Phục Truyền chương 7 câu 21 đến 24. À, tôi đọc anh chị em nghe nha. Chớ vì cớ chúng nó mà sợ hãi chi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự tại giữa ngươi là Đức Chúa Trời rất lớn và đáng sợ. Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ lần lần đuổi các dân tộc này khỏi trước mặt ngươi, ngươi không thể diệt chúng nó mau, e những thú rừng thêm nhiều lên mà hại ngươi chăng. Song Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ phó chúng nó cho ngươi và khiến cho sa vào sự kinh hoàng dữ dội, cho đến chừng nào chúng nó bị diệt mất, Ngài sẽ phó vua chúng nó vào tay ngươi. Ngươi phải xóa danh các vua đó khỏi dưới trời, chẳng còn một ai chống cự trước mặt ngươi, cho đến chừng nào ngươi đã diệt chúng nó. Đây là đoạn kinh thánh đáng để suy ngẫm. À, anh em biết cái hình bóng
của những thú dữ thú đồng á, nó nói về gì không? Thú dữ thú đồng là hình bóng nói về những cái con thú xác thịt bên trong con người của chúng ta. Anh chị em nhớ câu chuyện sáng thế ký không? Chúa tạo dựng toàn bộ các thú đồng các loại rồi, và đến ngày cuối cùng Chúa dựng lên con người. Cho nên tôi nói anh chị em á, trong mỗi anh chị em mình á, có con hổ trong đó, có con voi trong đó, có con chó sói trong đó, có con sư tử trong đó. Cho nên lúc mà anh em không kiềm chế con sư tử nó nổi dậy thì anh em biến thành con sư tử hung dữ vô cùng, đúng không? Và mỗi một chúng ta, cái bản tính xác thịt này được Kinh Thánh ví như là những bản tính của những thú đồng, thú dữ. Khi chúng ta sống thuận phục Đức Chúa Trời, chúng ta là những con người vinh hiển của Chúa. Nhưng khi chúng ta nộp mình cho những ham muốn của xác thịt thì chúng ta không khác gì thú vật cả. Em nghĩ đấy, cuộc sống của những con người buông mình trong xác thịt không khác gì thú vật. Ăn uống dung tục, tà dâm, đồng tính, bậy bạ, dơ giấy, tranh đấu, chém giết, tất cả những tính cách đó đi ra hỏi thú đồng kia có sạch, có hết, có hết, không thiếu một cái thứ gì. Cho nên ở đây chúng ta thấy nè, là Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ lần lần đuổi các dân tộc này khỏi trước mặt ngươi. Ngươi không thể diệt chúng nó mau đâu. Ê thú rừng thêm nhiều lên mà hại ngươi chăng? Ê thú rừng thêm nhiều lên mà hại. Cho nên khi anh em bị cái năng đề khi đến, Chúa sẽ giúp anh chị em giải quyết 80% tất cả những vấn đề, để lại 20% những cái vấn đề đó. Không à, nó đến nó quấy rầy anh chị em một chút, nó cũng có thể cám dỗ anh chị em một chút. Nó nói anh chị em một chút là tối nay đi nhậu đi, nó nói anh chị em tối nay đi ngoại tình đi, nó nói anh chị em tối nay đi karaoke ôm đi. Nhưng mà nó yếu rồi, trước nó nói mạnh lắm, bây giờ nó nói ít ít thôi. Cái điều quan trọng là anh chị em nghe ai. Sau khi đi hội thánh về, anh chị em nghe ai? Nghe Chúa, nghe lời mục sư giảng, hay nghe mấy cái ông đó nó nói, không ạ? À? Và đây là chỗ mà Đức Chúa Trời cần thời giờ để rèn tập anh chị em trong sự vâng phục Thánh Linh, bước theo Thánh Linh mà không bước theo xác thịt. Đây là cuộc chiến, cuộc chiến thực sự. Nhưng nếu không có Chúa giúp thì anh chị em là nô lệ cho xác thịt rồi. Nhưng ngày hôm nay khi được Chúa giúp thì anh em đang đứng cửa giữa, anh em hiểu ý không ạ? Đứng cửa giữa bên xác thịt, bên là Thánh Linh. Còn ngày xưa thì anh em đứng đây nè, xác thịt nó kéo đi đâu là đi đó thôi, không à? Nó bảo đi nhậu là phải đi, không đi là nó đánh cho chết. Đó, có ông kia, ông ghiền rượu đến mức độ mà một ngày ông phải uống 5 lít ông mới ngủ được. Còn không có rượu là nó cứ thức trong trong như thế này thôi. Mà tôi biết ông đó là ông không uống nước nha anh chị em, không uống nước. Ừ, ông không uống nước, ông chỉ có uống rượu thôi. Đó, bia rượu là ông để canh canh tại nhà. Dựng như nào mà ông uống đến mức độ, đến thời kỳ cuối cùng á, là ông uống ở trên miệng thì cái đít ông nó chảy ra. Và ông ra đi, ra đi như vậy đó, kinh khủng vậy đó. Cho nên anh em đừng tưởng rằng những ham muốn xác thịt ban đầu nó có thể rất là khói lạc, nhưng mà sau này nó giết một cách tàn độc luôn, không thoát ra được. Và những người sống trong xác thịt là nô lệ cho nó, bị nó bắt, nó hành nó hạ. Nhưng khi đến với Chúa, Chúa giải phóng họ, họ đứng ở cửa giữa này, và bây giờ họ có một cái sức mạnh siêu nhiên để có thể chọn lựa nghe ai. Anh em hiểu đó, nghe ai, bây giờ nghe ai nào. Đó, và Chúa cần thời gian để giúp họ có sức mạnh để thắng hơn những ham muốn này và ngã về phía Chúa. Anh chị em hiểu ý không? Ngã về Đức Thánh Linh, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, đến một ngày anh chị em thấy bệnh tật mình được chữa lành hoàn toàn. Cho nên khích lệ anh chị em, khi chúng ta đến với Chúa để tìm kiếm sự chữa lành, tìm kiếm sự giải thoát, anh chị em phải đặc biệt nói không với ham muốn xác thịt. Nói không, tôi nói không, có chết tôi cũng không. Amen chứ? Sau khi tôi đến với Chúa rồi thì tất cả các Zalo rủ nhậu tôi cắt hết. À, ở dưới miền Tây có hay lắm anh chàng. Hồi năm 2021-2022 tôi giảng đạo ở dưới, tôi biết 4 giờ sáng nó cặp chai rượu vô nách, đi gõ cửa từng nhà để gầy cái, nó gầy cái chậu nhậu. 4 giờ sáng đi từng nhà cặp chai rượu gõ ra nhậu bay nhậu. Tôi không thể hiểu được. Có một anh chàng kia, anh uống rượu anh nhậu đến mức độ mà cái nhà anh đúng là khách sạn ngàn sao luôn. Tôi nhìn nó lủng lỗ lung tung hết, và tài sản trong nhà còn mỗi 2 cái nồi treo trên vách. Uống đến mức độ vậy đó, uống mức độ
Nhưng mà đến khi phúc âm đến, giảng đến, anh tin nhận Chúa và anh thắng được tất cả mọi thứ đó, thì một năm sau tôi xuống thăm lại thì nhà anh khang trang và trở thành một điểm nhóm. Wow, đây là sự biến đổi diệu kỳ, biến đổi diệu kỳ. Đó, nó không phải ngay tức thì, nhưng mà Đức Chúa Trời cho phép con người đó trân trọng ý chí tự do con người đó. Người nào lựa chọn theo Ngài, Ngài sẽ chữa lành và nâng lên. Đó là lý do tại sao Chúa trì hoãn sự chữa lành một chút, vì cơ ích lợi của chúng ta. Amen chứ em. Và điểm cuối cùng trước khi tôi kết thúc cái bài giảng này, đó là Chúa trì hoãn để rèn tập chúng ta biết cách chiến đấu một cách độc lập và tự chủ. Nào hiểu không ạ? Các quan sát chương 3 câu 1 đến câu 4 nói điều này. À, đôi khi đó con cái của Chúa nó quen với cái kiểu nhờ vả. Nhờ vả đó, tôi hỏi một tí, mục sư ơi cầu nguyện cho con, ông đang ngủ 2 giờ sáng cũng cầu nguyện, táo bón cũng cầu nguyện. Thôi bỏ tay. Có những trường hợp như thế mà bác sĩ có hả, nhắn tin táo bón cũng cầu nguyện, ăn không tiêu cũng cầu nguyện, cái gì cũng cầu nguyện hết. Nhưng mà anh chẳng biết không, thần của Đức Chúa Trời ở trong anh em, Chúa bên cạnh anh em. Cái điều Chúa muốn chữa lành cho anh em là tất nhiên, nhưng điều Chúa muốn hơn nữa là anh em có thể tự chiến đấu cho sự bình an của mình. Mỗi một người trở thành một chiến sĩ cho Đấng Christ, có thể giúp mình và giúp người khác. Đó là ý muốn cuối cùng của Đức Chúa Trời. Chúa không bao giờ muốn một hội thánh mà tất cả các tín đồ phụ thuộc vào ông mục sư, người lãnh đạo. Nhiều khi mấy ông lãnh đạo ông sướng cái đó lắm, nhưng mà tôi không sướng cái đó, mệt lắm anh chị ơi. Anh chị em càng độc lập tự do thì dẫn dắt hội thánh càng khỏe và càng sung sướng, càng làm được nhiều việc cho Chúa hơn. Còn hội thánh gì đâu mà chút gì cũng đổ hết trên người lãnh đạo thì thôi xong. Tôi nghĩ cái đó là một hội thánh rất yếu ớt, Chúa không muốn điều này. Đây tôi đọc anh chị em nghe nè. Này là các dân tộc mà Giê-hô-va còn để lại, đặng danh chúng nó thử thách người Israel nào chưa từng thấy chiến trận Canaan. Anh em thấy chưa? Ngài chỉ muốn thử thách các dòng dõi mới của Israel, tập cho chúng nó việc chiến trận, nhất là những kẻ chưa từng thấy chiến trận khi trước. Các dân tộc này là những dân Philippines cùng năm vua chúng nó, hết thảy dân Canaan, dân Sidon, dân Hevit, dân tại núi Liban, núi Ba Anh, Hẹp Môn đến cửa Hamat. Đức Giê-hô-va dùng các dân tộc này để thử thách Israel, đặng thử xem chúng nó có vâng theo điều răn Ngài cậy Môi-se truyền cho tổ phụ chúng nó chăng. Anh chị em thấy câu Kinh Thánh không? Chúa dùng dân tộc này để làm gì? Để rèn khả năng chiến đấu của dân Ngài. Giống như ngày hôm nay đây, tôi kinh nghiệm tôi thấy trong cuộc sống giải cứu tôi thấy nha. Tôi đặt tay lên một người cầu nguyện trong danh Giê-xu hãy tự do. Bắt đầu người đó bắt đầu thấy nóng và bắt đầu mọi thứ nó chạy lòng vòng. Đấy. Rồi bắt đầu thấy ngã vật xuống, đứng dậy. Rồi hôm sau đến lại kể một sư, hôm qua vừa đặt tay xong, có cái con gì mà nó chạy từ đầu đến chân mà nó làm không thể ngủ được, nó khiến cho em phải ngồi dậy cầu nguyện chiến đấu, không chiến đấu là không ngủ được. Nó nông nó chạy đủ thứ, nó dồi nó quắn các người ngại. Tôi biết rồi. Rồi đó tôi đặt tay lên để kích động cái con quỷ ở trong đó. Kích động nào. Và nó nổi lên, nó nóng, nó chịu không được, bắt đầu nó ngoáy tất cả mọi chỗ. Nó bắt buộc cho em phải ngồi dậy cầu nguyện chiến đấu. Bởi vì tôi đâu bên cạnh em biết đâu, tôi đâu cầu nguyện cho em biết đâu, tôi đâu ở 24/7 bên cạnh em đâu. Nhưng Chúa thì ở bên cạnh em. Đây là cách. Và sau khi họ chiến đấu và cầu nguyện xong thì cuối cùng họ được tự do. Và họ khoe với tôi, họ nói: "Ô mục sư ơi, bây giờ con biết cách chiến đấu với quỷ rồi, con biết cách đuổi quỷ nó rồi, con biết cách bẻ cổ nó rồi, sướng quá một sư ơi." Đó, tuyệt vời chưa anh em? Đây là cách của Chúa. Đây là cách của Chúa. Cho nên cái điều mà chúng tôi và hội thánh cầu nguyện giải cứu cho anh em là tốt, chứ không phải là xấu. Nhưng mà cái điều tốt hơn là anh em tự biết cách trong danh Chúa Giê-xu đuổi con quỷ ra khỏi đời sống mình. Amen. Wow, tuyệt vời. Tôi nói, cái đó mới là cái quan trọng. Cái đó mới là cái quan trọng. Cái đấy mới là cái khiến cho vương quốc Chúa được vững mạnh, hội thánh Chúa được vững mạnh. Đó là cách Đức Chúa Trời trì hoãn cái sự giải cứu. Tại sao khi tôi đặt tay con quỷ nó không ra ngay? Có những trường hợp nó ra, nhưng có những trường hợp tại sao? Tại vì Chúa muốn rèn cho người đó biết cách đuổi quỷ, biết cách chống lại vương lực tối tăm, biết cách dùng danh của Chúa để
đem lại sự tự do bình an cho chính mình. Và khi anh chị em kinh nghiệm được điều đó rồi á, anh chị em nhìn con quỷ là y như con chuột mà nó có micro cầm, anh chị em không sợ nó nữa. Trước anh chị em thấy nó như con sư tử không ạ, mặc dù nó chả còn cái răng nào nhưng mà nó vẫn là sư tử. Nhưng khi anh chị em đã biết cách đuổi nó rồi, biết cách chiến đấu nó rồi, thắng nó rồi, thì tất cả bọn quỷ trở thành con chuột. Anh em đạp nó dưới chân, la nó ăn cái như con chó chạy cong đuôi, và anh em được chiến thắng. Cho nên ở đây đó, kết luận lại tôi thấy nè, nếu anh chị em muốn cho sự giải cứu chữa lành xảy ra nhanh thì có ba cái điều mình cần học ở đây. Thứ nhất, hãy đầu phục Chúa một cách chân thành và kiên định. Đừng đến với Chúa nửa vời, đừng đến với Chúa theo cái tinh thần là tôi chỉ đến thử xem ở đây nó có linh hay không, còn nó không linh là tôi đi kiếm cái đền khác. Đừng đến với Chúa kiểu đó. Tôi nói với anh chị em, đây là Đức Chúa Trời chứ không phải các quỷ đó. Các đền chùa miếu mạo toàn quỷ không, tất cả chúng nó là đợi chuối đợi gà của anh chị em, nhưng Chúa đợi linh hồn của anh chị em. Chị em đến đây để trao linh hồn cuộc sống cho em, cho Ngài, để Ngài chữa lành, Ngài giải phóng và Ngài cho anh em sự sống đời đời. Ngài không cần chuối, cần gà, cần tiền bạc của anh chị em, Ngài cần linh hồn của anh chị em. Amen. Cho nên khi đến với Chúa, hãy đầu phục Ngài với lòng kính kiền, kính sợ, chân thành và kiên định. Đây là đầu tiên để cho chúng ta có thể sự chữa lành giải cứu rất nhanh. Thứ hai, muốn nhanh phải không? Hãy nhanh ăn năn, hãy nhanh quyết định từ bỏ những tội lỗi của mình. Đây là cái đầu tiên. Nhanh chóng đi. Những ai đang ở trong dâm dục ngoại tình, đồng tính cắt đi. Những ai trong những sự nghiện ngập, không tha thứ, giận hờn, cay đắng bỏ đi. Hãy đầu phục, hãy ăn năn, thậm chí cần kiên ăn để nói với Chúa rằng con thành thật để từ bỏ tội lỗi. Những ai đang gian thanh, những ai đang hận thù, cay đắng bỏ hết. Tất cả những sự đó càng bỏ sớm chừng nào, đời chúng ta được bình an sớm chừng đó. Amen. Trời ơi, đến với Chúa chỉ có mất tội thôi, chả mất cái gì cả. Điều thứ ba là để cho sự giải cứu chữa lành đến nhanh, chúng ta cần ham thích nghiên cứu suy ngẫm lời Chúa và dành thời giờ mật thiết với Thánh Linh mỗi ngày. Đó là cách Đức Chúa Trời dạy chúng ta chiến trận. Đó là cách Ngài mở trí, mở lòng để chúng ta hiểu được thế giới mình đang sống, hiểu được kẻ thù của mình, hiểu được cách kẻ thù tấn công mình, hiểu được cách mà mình có thể chiến thắng kẻ thù. Ba cái điều này dành cho tất cả những ai muốn tìm thấy sự bứt phá trên đời sống mình trong Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta. Cảm ơn Chúa. Đây là những điều mà tôi muốn chia sẻ cho anh em buổi sáng hôm nay. Xin Chúa giúp để cho chúng ta hoàn toàn có thể có một đời sống bình an. Cho nên ngày hôm nay đó, khi chúng ta đến với Chúa và giúp đỡ người khác, giúp đỡ chính mình, chúng ta đến với thẩm quyền. Thẩm quyền, anh chị em hãy nhớ điều đó. Những tín đồ thân ước đó, khi giải quyết những vấn đề với kẻ thù, rất là hạn chế những lời xin. Bỏ đi. Cái xin này Chúa không có muốn chúng ta xin. Người ta thống kê ra đó, những cái hội thánh nào mà cầu nguyện Chúa ơi xin Chúa chữa lành con đó, thì nó ít xảy ra phép lạ, rất là ít. Còn những hội thánh nào mà trong danh Giê-xu tôi lệnh cho bệnh này phải rơi khỏi thân thể của họ đó, thì sự chữa lành gia tăng. Anh em hiểu không ạ? Chúng ta đến với Chúa thẳng rồi. Đó. Hội thánh nào mà đến với Chúa, đến với người ta và nói Chúa ơi con xin Chúa đuổi quỷ khỏi người này đó, thì chả quỷ nào đi cả. Mà hội thánh nào mà trong danh Giê-xu tôi bảo mày phải rơi khỏi người này á, quỷ nó đi rất là nhiều. Anh em hiểu không ạ? Chúng ta phục vụ Chúa ngày hôm nay đó, giúp đỡ người khác, giúp đỡ chính mình bởi thẩm quyền. Và nhờ thẩm quyền trong danh Chúa, mình có quyền ra lệnh. Không có ông cảnh sát giao thông nào ngồi kia mà ông đến giữa đèn xanh đèn đỏ đấy, đèn đỏ đến ông nói tôi xin các anh dừng xe. Không có ông cảnh sát nào nói thế, đúng không? Ông cảnh sát nào tôi xin các anh dừng xe lại đi, đừng đi nữa, tội nghiệp tôi lắm. Còn các anh em mà xin thì quỷ nó cũng nói như vậy đó. Nó cái thằng này nha, nó không biết thẩm quyền của nó lại xin tao, sướng thế nha. Anh em hiểu không ạ? Đó, cho nên tôi muốn nói với anh em là bây giờ nè, chúng ta hầu việc Chúa. Không, có nhiều người nói là mấy cái ông tướng này sao ông kiêu ngạo thế nha, lúc nào cũng ra lệnh. Cái đó không phải kiêu ngạo, cái đó là mình hiểu được quyền hạn của mình, chứ không phải kiêu ngạo. Mình hiểu được quyền của mình.
Chúa ban cho anh em quyền trên ma quỷ, Chúa ban cho anh em quyền trên bệnh tật. Amen. Và cái quyền đó khiến anh chị em có đủ đức tin để nói ra miệng mình bằng một mệnh lệnh. À, cho nên anh chị em thấy không? Tôi đủ quỷ cầu nguyện, tôi toàn ra lệnh không? Ra lệnh là nó đi là nó phải đi. Cho nên ông cảnh sát giao thông ông có xin không ạ? Nếu mà đèn xanh đèn đỏ gặp trục trặc á, là ông chỉ cần đứng đó thôi, chứ tôi cũng thấy ông giơ gậy giơ ghìa đó, là các loại xe là phải ngừng. Anh em thấy không, để không? Ra đường mà chỗ nào mà có cảnh sát giao thông đứng là ui đi trật tự lắm, không bao giờ dám lấn vạch lấn vế gì hết. Còn chỗ nào không có cảnh sát giao thông đứng là thôi lộn xộn lên vỉa hè rồi chạy tứ tung hết. Đó, cái đó là thẩm quyền. Cho nên khi anh chị em mang lấy thẩm quyền trong danh Chúa, anh chị em bước vào hội thánh một cái thôi, quỷ nó dưới kia nói thôi chạy tụi bay, chạy. Có cái ông chức lớn nào ông vô đây rồi, tụi tao rút lui. Đó là thẩm quyền. Thẩm quyền là chỗ đó đó. Chỉ cần anh chị em xuất hiện thôi là đã có thể giải cứu rồi. Thôi đó kinh nghiệm đó. Kinh nghiệm, chỉ cần anh chị em đứng trước mặt cái người bị quỷ ám thôi, chưa nói gì cả, quỷ là run bần bật rồi. Đó, anh chị em thấy trong hội thánh nhà muôn dân nó có hôm cầu nguyện đấy, thấy không? Mình vừa đi xuống kia là cái cô gì đứng đây bỏ chạy ra cửa. chạy chứ không nói. Tại sao nó chạy? Sợ. Nó sợ thôi. Đây là thẩm quyền. Đó không phải là kiêu ngạo anh chị em nha. Phải hiểu cho nó rõ, không phải kiêu ngạo. Đây là hiểu những gì Chúa ban cho chúng ta. Anh chị em là con của Đức Chúa Trời, anh chị em có quyền trên ma quỷ mặc nhiên. Anh chị em sinh ra là con Chúa thì anh em thắng hơn thế gian. Chúa nói thế mà. Anh em thắng hơn. Và miệng anh chị em nói ra, ma quỷ phải phục tùng, bệnh tật phải phục tùng, mọi thứ phải phục tùng. Anh chị em biết chín ân tứ Thánh Linh, thì năm ân tứ của Đức Thánh Linh trong chín ân tứ đó là ân tứ lời nói. Lời nói tri thức, lời nói khôn ngon, lời tiên tri, tiếng lạ, thông dạy tiếng lạ. Năm trên chín ân tứ đó là lời nói. Còn bốn ân tứ còn lại, anh em nghĩ đi, nếu không kèm với lời nói thì nó cũng không hoạt động, phải không? Nó không hoạt động. Cho nên tất cả chúng ta đều phải sử dụng lời nói, một mạng lệnh. Anh em nhìn Chúa Giêsu và biết à, Chúa Giêsu không bao giờ xin một cái gì cả, Chúa luôn truyền lệnh. Ta muốn hãy lành đi, lành. Hỡi quỷ kia, ta quở trách người, đừng ám người này nữa, hãy đi đi, là nó đi. Tất cả những gì Chúa Giêsu làm đều là mạng lệnh trong thẩm quyền. Tôi muốn khích lệ anh chị em ngày hôm nay, hãy thực hành phúc âm, thực hành giảng, thực hành đủ quỷ, thực hành chữa bệnh bằng mệnh lệnh bởi Đức Chúa. Anh em sẽ thấy phép lạ xảy ra, chắc chắn nó xảy ra. Vậy đó anh chị em, tin và phép lạ xảy ra. Amen. Và bây giờ anh chị em sẽ thấy điều đó, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ thực hành điều đó. Hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện và sử dụng mệnh lệnh, được không? Anh chị em ở đây có những ai có bệnh tật nan đề? Có phải không? Vì tờ giấy, tôi thấy tờ giấy cũng khá nhiều đấy. Và anh em phải chỉ vào bệnh của mình, và anh em ra lệnh cho nó rời đi. Anh em gặp vấn đề về ma quỷ phải không? Lệnh cho ma quỷ, mày phải rời đi. Hỡi tà linh, mày gây cho ta mất ngủ, ta bảo mày phải rời đi. Tà linh, mày gây cho ta làm những điều này điều kia, ta bảo mày phải rời đi. Anh em không yếu đuối nữa, được không ạ? Không yếu đuối. Anh em phải ra lệnh trong danh Chúa Giêsu, và bọn quỷ mày phải nghe. Không nghe là không được. Vì Luca chương 10 câu 19 chém sáng, này ta ban cho các con quyền trên rắn rết bò cạp và mọi quyền trên kẻ nghịch, không gì làm hại các con được. Chúa ban cho chúng ta quyền trên chúng nó, và chúng ta sẽ chiến thắng chúng nó. Cho nên anh chị em, tôi muốn khích lệ trước khi mình cầu nguyện là anh chị em đừng bao giờ đợi rằng là à, mình đến đây chắc là cái lúc mà ông mục sư cầu nguyện đặt tay nó mới lành. Không, đừng, bây giờ lành nè. Bây giờ cầu nguyện nó lành nè, được không ạ? Bây giờ nó lành luôn, đợi làm gì mất thời giờ. Nếu mà tất cả anh chị em lành hết rồi, tôi bỏ luôn cái giờ cầu nguyện đặt tay luôn cho nó sướng. Bỏ luôn, đúng không ạ? Cầu nguyện chi, nó thừa ra, đúng không? Mình phải học cách chiến đấu, mình phải học cách vận dụng đức tin, học cách chống lại thế lực ma quỷ kẻ thù. Đó là cách Chúa muốn anh chị em. Nào, tất cả chúng ta đồng đứng nha. Những ai đang có nan đề, những ai đang có những vấn đề, những ai đang cần Chúa thăm viếng bứt phá, làm bất cứ điều gì, chúng ta hướng lòng về Chúa. Dạ, hướng lòng về Chúa, hướng lòng về Chúa, hướng lòng về Chúa. Và tất cả những anh em trên live stream cũng vậy, hãy cộng tác với chúng tôi, cộng tác với chúng tôi trong sự cầu nguyện. Chúng ta dùng mệnh lệnh để xử lý tất cả những vấn đề
đang ở trong cuộc sống của mình. Nào anh chị em, hướng lòng về Ngài nào. Mỗi một người hãy đến với Chúa. Mỗi một người hãy tập trung đến với Chúa trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cha ơi, hôm nay chúng con biết rằng Ngài đang hiện diện tại nơi này. Sự hiện diện của Ngài khiến cho phép lạ xảy ra. Sự hiện diện của Ngài khiến cho môi miệng chúng con có thẩm quyền. Sự hiện diện của Ngài khiến cho lời chúng con nói trong danh Giêsu phải xảy ra trong thế giới thuộc linh, trong thế giới vô hình nó phải xảy ra. Cha ơi, con cầu nguyện giờ này thần của Đức Chúa Trời hãy đến thăm viếng mỗi một con cái Ngài. Cha hãy đến thăm viếng mỗi một con cái của Ngài giờ này. Con cảm ơn Ngài. Thánh Linh yêu quý của chúng con, Thánh Linh yêu quý của chúng con chào đón Ngài đến giữa hội thánh Ngài giờ này. Con chào đón Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến giữa hội thánh Ngài giờ này. Con chào đón thần quyền năng của Đức Chúa Trời đến trên hội thánh Ngài giờ này. Con chào đón danh của Chúa Giêsu đến trên hội thánh Ngài giờ này. Danh trên mọi danh và mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất phải quỳ xuống trước danh đó. Danh mà chúng con kêu lên thì chúng con được cứu giúp. Danh mà chúng con kêu lên thì chúng con được chữa lành. Danh mà khi chúng con kêu lên thì ma quỷ phải run sợ và bỏ chạy. Ôi, chúng con chào đón Ngài. Chúng con chào đón một Đức Chúa Trời quyền năng của chúng con giờ này. Hãy đến với dân sự của Ngài. 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 Lạy Chúa, đổ đầy họ Chúa. Đổ đầy, chạm họ giờ này. Chạm từng người 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 giờ này. Thánh Linh ơi, xin thân của Ngài đến trên con cái của Đức Chúa Trời, để cho họ sức mạnh và đức tin, để cho họ sức mạnh và đức tin, để cho họ sức mạnh và đức tin. Họ chiến trận chiến này, thắng trận chiến này, thắng trận chiến này trong vinh quang, trong quyền năng của Ngài. Lạy Chúa, trong danh Giêsu quyền năng giờ này, danh Giêsu quyền năng giờ này, danh Giêsu quyền năng giờ này. Hallelujah. Tiếp tục lên cho em. Tiếp tục lên cho em. Trong sự sức giàu này, hãy đặt một mạng lệnh trong danh Chúa Giêsu. Hãy đặt một mạng lệnh trong danh Giêsu. Trong sự sức giàu này, sự sức giàu đến giờ này, đến giờ này, đến giờ này, đến giờ này. Trong sự sức giàu, hãy ra lệnh anh chị em, ra lệnh nào, anh chị em ra lệnh nào, quỷ phải đi, bệnh phải lành, nan đề nỡ nần mọi thứ phải xảy ra. Tôi nói sự sức giàu đến trên chị em giờ này. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy. Hallelujah! 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 Nói đi, nói đi, nói đi, nói đi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ta ra lệnh cho mọi uế linh tà linh hãy rời khỏi căn phòng này, rời khỏi những thân thể đang trước màn hình này, rời khỏi những thân thể đang trước màn hình này, đang trong căn phòng này. Mọi uế linh tà linh, mọi linh tà thuật gây đắng hành hạ tức mình mắng nhiếc kêu rêu không tha thứ dở hơn, mọi linh bệnh tật yếu đuối hãy rời đi, rời, 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 mọi tà linh rời, rời, ao, ao, mọi ma quỷ bệnh tật hãy rời, linh bệnh tật hãy rời, linh ô uế hãy rời, linh ô uế hãy rời, linh tà thuật hãy rời, linh đồng cốt quấn khoa trong danh Giêsu, tao ra lệnh mày đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, danh Giêsu. Oh, hallelujah. Tiếp tục lên đèn, tiếp tục, 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 tiếp tục trong danh Giêsu, tiếp tục trong danh Chúa Giêsu. Anh em bị đập một mạng lệnh trong sự sức giàu. Mọi bệnh tật anh em, mọi năng đề của anh em, mọi điều gì đang trói buộc anh em, hãy ra lệnh cho nó rời đi, ra lệnh cho nó rời đi, ra lệnh cho nó rời đi. Hỡi Satan, tất cả các quỷ sứ của mày, toàn bộ ế linh của mày, toàn bộ lâu la của mày,
con bổ bê lũ của mày, linh bệnh tật, linh cay đắng, linh giới hạn, linh thất bại, tất cả mọi tà linh này đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, trong danh Giêsu, rời, rời, rời khỏi hội chúng ngài, rời khỏi chúng ngài, rời khỏi chúng ngài, rời khỏi chúng ngài, rời khỏi chúng ngài. Ao, Holy Ghost, fire, 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 fire. Cảm ơn ngài. Mọi linh tà dâm, linh ô uế, mọi linh thờ thần tượng, bùa nhảy, bùa chú, linh mất ngủ, trầm cảm, tự kỷ, cay đắng, giận hờn, chia rẽ, xung đột, trong danh Giêsu đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Oh hallelujah, đi ra, trong danh Giêsu đi ra. Ao, 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 ao. Cảm ơn Ngài Chúa. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy được tự do, hãy được tự do. Mọi bệnh tật phải được chữa lành, mọi bệnh tật phải được chữa lành, mọi linh hồn phải được tự do, tự do, tự do, tự do. Mọi đời sống phải được nâng lên giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài Lạy Chúa. Oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, Jesus, oh hallelujah. Con kêu danh của Ngài giờ này. Mọi ơi linh, mọi ơi linh, mọi linh bệnh tật mà mày đang ở trong những phần cơ thể của họ, trong danh Chúa Giêsu, ta ra lệnh mày phải rời đi. Trong danh Giêsu rời đi. Mọi linh ung thư rời đi. Mọi linh mạng tính rời đi. Mọi linh bệnh về phổi, về gan, về thận rời đi. Mọi tà linh đem lại sự giới hạn, nghèo đói, hãy rời đi. Rời, 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 rời. Hallelujah. Tiếp tục đi anh em, tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Những anh em đang có những nan đề trong cuộc sống của mình, hãy ra lệnh cho tà linh rời đi. Hãy ra lệnh trong danh Chúa Giêsu, ta không chấp nhận mày trong cuộc sống của ta. Hãy đi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Oh hallelujah. Tôi tuyên bố thần Đức Chúa Trời đang đầy dẫy tại nơi này. Thân của Chúa giải phóng hội thánh của Ngài. Thân của Chúa chữa lành anh em. Thân của Chúa đuổi mọi con quỷ trên đời sống anh em. Thân Đức Chúa Trời giờ này đổ đầy, đầy dẫy giờ này. Mọi giới hạn nào trên hội thánh Chúa phải bị tháo tung giờ này, tháo tung giờ này, tháo tung giờ này. Satan cút đi, Satan và các quỷ sứ của mày, Satan và các quỷ sứ của mày, tao quở trách mày Satan, tao quở trách mày những tà linh, tao quở trách mày những ối linh, tao quở trách mày những linh tà thuật, tao quở trách mày những linh giới hạn thất bại, tao quở trách mày, quở trách mày, quở trách mày, quở trách mày. Trong danh Chúa Giêsu, hãy rời đi, rời đi. Rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Tiếp tục, 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 tiếp tục. Tôi đặt một thần giải cứu cho anh chị em giờ này. Thánh linh của Chúa chạm đến cho anh chị em giờ này. Thần Đức Chúa Trời ở trên danh giờ này. Tôi khai phóng sự sức dầu giờ này. Sự sức dầu đến trên hội chúng giờ này. Sự sức dầu đến trên hội chúng giờ này. Sự sức dầu chữa lành. Sự sức dầu tự do. Sự sức dầu bứt phá. Sự sức dầu cho chức vụ. Sự sức dầu của thẩm quyền. Đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah. Đó đây, thần Đức Chúa Trời chuyển động giờ này, chuyển động giờ này, chuyển động giờ này. Cảm ơn Ngài Chúa, cảm
ơn nha, cảm ơn nha, cảm ơn nha, cảm ơn nha, cảm ơn nha, cảm ơn nha. Hallelujah. Những anh chị em nào đang có những cảm giác muốn nôn ói ra mồ hôi ra nước mắt, có những cảm giác bị cuộn bị tác động bên trong, hãy cứ tự nhiên. Tôi nói anh chị em phải tống khứ nó đi. Toàn bộ những thứ gì ô uế bên trong anh chị em, những độc tố của Satan phải trào ra rồi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi uế linh tà, linh linh giới hạn thất bại ô uế rồi đi. Những linh tà thần, những bùa, những ngải, những điều gì đang trói buộc đời sống anh em mất ngủ ác mộng trong danh Giêsu, rồi 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 trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Anh chị em hãy được tự do, tự do, tự do, tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh, hallelujah, hallelujah. Mời cái cô gái mặc áo đen đã lên đây, lên đây. Đấy, cô gái đó, đúng rồi, lên đây. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện. Những ai đang bị tà linh tác động thì tôi sẽ mời lên phía trên này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, mày Satan cút ra khỏi cô gái này. Ta lấy lệnh trong danh Giêsu, bởi thẩm quyền trong danh Giêsu, ta bảo mày rời khỏi cô gái này lập tức giờ này. Mọi quyền lực của mày phải bị bẻ gãy giờ này, bất kể mày tên gọi là gì, trong danh Chúa Giêsu quyền năng mày ra khỏi cô gái này. Đi đi đi, mọi rủa xả, mọi điều ô uế, mọi điều trói buộc mày làm trên cô gái này, hôm nay ta bẻ gãy trong danh Chúa Giêsu. Đi ra khỏi nó, ra khỏi nó, đi đi hoàn toàn, đi hoàn toàn, rời khỏi nó hoàn toàn. Trong danh Chúa Giêsu, nó phải được tự do. Cô gái này phải được tự do. Mày Satan, mày không thể trói buộc nó được nữa. Anh chị em khác tiếp tục cầu nguyện cho chính mình, đừng để ý gì cả. Tôi sẽ gọi một số người mà có những biểu hiện cần được giải cứu, tôi sẽ gọi lên. Những ai cần có những biểu hiện đó gọi lên đây, gọi lên đây. Dạ. Gọi lên đây. Những ai có những biểu hiện Satan, anh em hãy giúp giùm tôi đưa lên phía trước để chúng ta giúp đỡ người chị em mình, anh em mình để thoát khỏi nó trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Giêsu quyền năng. Những ai có biểu hiện ma quỷ mời lên phía trước trong danh Giêsu, để cho nhân sự sẽ mời lên. Anh em đừng tự động lên, đừng tự động lên. Trong danh Giêsu, ta lấy thẩm quyền để trói buộc mày, ta lấy thẩm quyền để trói buộc mày. Hỡi Satan, mày đi đi. Hỡi Satan, mày rời đi đi. Tất cả quyền lực của mày, ta trói buộc mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trói buộc tụi bay trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đi hết, đi hết, đi. Hỡi Satan, ra khỏi cô này. Hỡi Satan, ra khỏi anh người anh em này. Đi đi. Ao, ra khỏi cô này. Ra khỏi cô này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ta trói buộc tụi bay. Trói buộc tụi bay. Trói buộc tụi bay. Trói buộc tụi bay trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Thân của Đức Chúa Trời ở nơi này, thân Đức Chúa Trời ở nơi này, và cả hội chúng cứ cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Và những nhân sự tìm cho tôi những người nào có biểu hiện ma quỷ thì dẫn họ lên để họ được tự do. Dẫn họ lên trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lửa Thánh Linh tiếp tục tuôn tràn, tuôn tràn, tuôn tràn, tuôn tràn, tuôn tràn, tuôn tràn. Holy Ghost fire, 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 fire. Trong danh Chúa Giêsu, chúng ta mày sẽ bị thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, mọi con quỷ hôm nay phải bị xử lý, mọi con quỷ phải bị xử lý, mọi con quỷ phải bị xử lý trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Cảm ơn Ngài, 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 cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hỡi Satan, ta ra lệnh cho mày rời khỏi những con người đang đứng ở trước đây. Tất cả những người nào đang đứng ở đây mà bị mày trói buộc, hôm nay ta bẻ mọi xương của mày, 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 bẻ hết xương của mày. Tiếp tục cầu nguyện anh em. Lửa của Thánh Linh sẽ giáng xuống tại nơi này, và mọi xiềng của Satan phải bị tháo hết. Mọi xiềng Satan 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 bị tháo hết. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Amen. Bây giờ
Tôi muốn cả hội thánh giơ tay hướng về những người này, và cả hội thánh hãy cầu nguyện và nói với Chúa rằng: nhân danh Chúa, tôi ra lệnh cho những con quỷ trong những người này phải rời đi. Cả hội thánh cầu nguyện, cả hội thánh cầu nguyện nào, cầu nguyện nào, cầu nguyện, cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.